Dạ kiểu như là mưa dầm thấm lâu á, tới lúc mình thấm rồi cái tự nhiên cái ông chạy mất tiêu. Cũng khó chịu, xong rồi cái con cũng nói chuyện cũng chủ động liên lạc vậy đó. Rồi xong rồi cái ảnh tỏ tình thêm một lần nữa, xong rồi lúc đó là con mới chịu. Sau bao lâu rồi tụi con cưới nhau? Dạ 11 năm. Sau 11 năm có nghĩa 11 là năm luôn. sau bắt đầu trao cho nhau cái ngàn vàng là 3 năm sau mình mới đám cưới đúng không? Đến khi mà con nói nhiều quá chịu không nổi thì quánh chồng. Con nói nhiều quá chịu không nổi thì quánh chồng. Quánh đâu thiệt không? Đâu là quánh yêu. À đâu. Rồi con quánh sao? Mạnh tay đó. Thì con đứng chịu trận thôi chứ. Chịu luôn chứ không có không có chống đỡ, không có dám phản kháng gì hết. Bây giờ nó còn đánh con nữa không? Dạ cũng thỉnh thoảng. Xin mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện thứ hai của đôi vợ chồng tiếp theo. Rồi mến chào hai em. Chào. Ồ chú rể mặc cái áo hoa đẹp quá luôn nha. Hôm nay là cặp này mặc bộ đồ cưới hơi bị đẹp ha. Đúng rồi. Đồ này là của cưng phải không? Dạ. Đồ này cũng là cái đồ đám cưới luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Thôi giờ mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Tăng Hoàng Nguyên. À em năm nay 31 tuổi. Nguyên làm công việc gì? Dạ em đang làm DJ. Wow DJ. Em có đào tạo học viên không? Dạ thôi đừng nhận ảnh. Sao vậy? Em á. Thôi thấy ảnh rất là tiềm năng. Tướng ta DJ như thế. Cái công việc đó là phải thức khuya đúng không? Ừ. Thức mà anh Bin á thì bây giờ tuổi già sức yếu, ảnh thức chừng tuần lễ á là ảnh đổ bệnh là mất công em mang quà nữa. Bỏ đi. Chúng ta có thể học online được đúng không? Dạ. Rồi bây giờ mời vợ của DJ. Dạ chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận ạ. Con tên là Ngọc Châu, con đến từ thành phố Hồ Chí Minh ạ. Công việc hiện tại con là kinh doanh yến, bán yến tại nhà với lại xỏ khuyên. Cái này chắc là vợ em xỏ cho em đúng không? Bật tiếng nghiệp, Bây giờ chàng DJ và cô gái xỏ khuyên, các bạn có thể kể cho chương trình biết là cái cơ duyên lần đầu tiên các bạn gặp nhau như thế nào và có ấn tượng gì về nhau? Dạ, lần đầu tiên gặp nhau đó, cũng là một cái lần vô tình thôi thì người bạn thân của em là thích em gái của vợ em thì mới rủ em đi chơi chung. Nghĩa là hai cặp, chủ yếu là bạn kia muốn tán em gái. Còn em chỉ là đi chơi, thôi. Đi theo cho có tụ đó. Dạ. Vậy cái tụ kia có dính không? Hay là chỉ có tụ này dính thôi? Có tụ này dính. Cái dòng đời nó vậy đó. Bởi vì chị hỏi liền thấy không? Dòng đời nó ngược ngạo lắm. Thường là vậy đó. Thì cái ấn tượng đầu tiên của em gặp bạn này là khi mà em nhìn từ phía sau tới là tóc rất là dài, chưa thấy mặt nữa. Nhưng mà khi mà nhìn vậy thì bắt đầu thấy trong lòng mình nó có cái cảm xúc lạ rồi. Tức là trong tiềm thức của bạn á là bạn đã thích một hình ảnh cô gái tóc dài rồi. Chứ còn thường á mà ở Đà Lạt á, gặp nhau mà ở Đà Lạt mà ở ban công mà chưa thấy mặt mà xóa cái tóc này ra là em hiểu như anh Bin là coi như hiểu rồi ạ. Thôi tôi gặp em tôi bỏ chạy luôn á đó. Thì lúc đó là đứng ngay hồ Xuân Hương luôn. Hồ Xuân Hương luôn. Đứng ngay hồ Xuân Hương luôn. Đó. Sau buổi đi chơi ngày hôm đó thì cũng có nói chuyện với bạn này rồi mình dần dần tự nhiên mình thấy có cái tình cảm nó khác lạ hơn cái tình cảm bạn bè. Chút rồi quyết định là sẽ thử theo đuổi bạn này xem như thế nào. Lúc đó em mới 17 tuổi rồi. Ủa là lâu lắm rồi hả? Dạ là tụi em quen nhau đến bây giờ đã là 13 năm rồi. Trời ơi vậy hả? Lúc đó là em 19 tuổi. Còn chồng là lúc đó 17 tuổi. Là chị? Dạ em đúng không? Dạ. Ấn tượng của em về Nguyên thì lúc đó như thế nào? Dạ lúc đó thì em không có ấn tượng gì về Nguyên hết. Tại vì Nguyên là bạn của em gái. Kiểu vậy đó, em lại không thích người nhỏ tuổi. Rồi bạn chở đi vòng vòng thì mình nói trời nó trăng tùm lum la vậy đó. Mình biết là bạn thích. Cái mình cứ né. Né là do xấu trai, dạ, không đẹp trai hay là do cứ, tuổi? Cứ ấn tượng là nhỏ tuổi thôi. Lúc đó chắc em còn phiền quá. Nhưng mà lúc đó Nguyên có biết rằng là chị né em là do em nhỏ tuổi hơn không? Dạ cũng có cảm giác luôn, với lại mỗi lần qua nhà chơi thì cũng hay thể hiện cái tình cảm ra nhưng mà thấy bị từ chối rồi má vợ lúc đó cũng không thích lắm. Tại vì thấy còn nhỏ nói chuyện yêu đương này kia thì má vợ cũng không thích lắm. Nhưng mà là cách nào để mà em cua được người chị này? Nói chung là hồi đó còn đi học mình hay coi mấy cái phim Hàn Quốc mình cũng bắt chước theo mình lãng mạn rồi
ở trên Đà Lạt thì cái khung cảnh nó cũng hợp lý. Đúng rồi, rất là hợp với lại những bộ phim Hàn Quốc đó. Hồi đó tụi em, bạn này hay thích đi học Anh văn trung tâm, thì em có xin đăng ký đi học theo, mặc dù em không thích Anh văn chút nào hết. Đăng ký học chung với bạn để lấy cớ chở đi chơi, chở đi học. Xong rồi rủ cúp cua, xong rồi em chở đi xuống dưới Hồ Tuyền Lâm, rồi em đốt pháo hoa dưới đó, rồi mua bông, mua đủ thứ để dụ bạn này, rồi đi cả các điểm du lịch luôn. Nói chung có chỗ nào lạ là em chở bạn này đi chơi hết. Mà bạn ấy vẫn không chịu. Dạ đúng rồi. Bao lâu em? Một năm trời. Một năm trời. Tốn nhiều tiền không? Dạ lúc đó thì mỗi ngày chỉ được 30.000 thôi, nhưng mà đổ xăng thì hết 15.000 rồi. Coi như ngày 50 đi, cứ cho gì ngày 50 đi. Gặp thời này là mệt mỏi luôn á. Một tháng là 1.500.000 em, 1.500.000 mà 1 năm trời nha, em tính là nhiêu đầu tư cũng lớn à. Đó nhiều. Vì 17 tuổi á, mà với cái số tiền vậy là không có đơn giản đâu. Bây giờ tới giờ xin lời không? Tới bây giờ nè, tới bây giờ. Dạ có lời một cục 5 tháng. Lời đó không, một cục 5 tháng luôn. Rồi bây giờ nè, đến khi nào thì bạn mới chấp nhận em? Dạ có nghĩa là cái lúc đó là em buông xuôi. À lúc qua đó một là, năm á là dạ, cái quải quá buông xuôi luôn. Em bắt đầu em cảm thấy nản rồi thì với lại lúc đó bạn này cũng có nhiều người theo đuổi quá. Thì lúc đó em tính ra là em là ở vị trí thứ tư rồi. Đúng rồi, với cái nhan sắc này mà chắc chắn là cũng ấy phải lựa chọn. Lúc đầu mình cảm giác là nản rồi. Cái mình quyết định là mình không theo đuổi nữa. Đùng một cái cắt đứt thì lúc cảm giác em sao? Dạ kiểu như là mưa dầm thấm lâu á, tới lúc mình thấm rồi cái tự nhiên cái ông chạy mất tiêu. Cũng khó chịu. Xong rồi cái con cũng nói chuyện cũng chủ động liên lạc vậy đó, rồi xong rồi cái ảnh tỏ tình thêm một lần nữa, xong rồi lúc đó con mới chịu. Là coi như chính thức quen nhau đúng không? Rồi có nghĩa là các bạn là, ủa như vậy là các bạn ở Đà Lạt suốt luôn hay sao? Thật ra là vì cái thời gian lúc đầu á, là vì gia đình của vợ con là có chuyện buồn nên là ba má con mới chuyển lên Đà Lạt ở một thời gian, thì khoảng hơn 2 năm. Thì sau khoảng thời gian 2 năm đó thì cả gia đình chuyển về Biên Hòa lại, là hai đứa quen xa. Là yêu xa bao lâu? Dạ khoảng 6 tháng. Trong cái thời gian yêu xa như vậy thì là có xa mặt cách lòng rồi có chia tay không? Dạ không. Thật ra là càng xa thì càng thương. Cứ mỗi tháng mà lúc đó là con có đi ra làm ở Lệ Tân ở một cái khách sạn đó, thì cứ mỗi tháng lãnh lương ra là bắt xe đi xuống thăm bạn này liền. Cứ mỗi tháng một lần như vậy. Rồi bạn này có lên Đà Lạt không? Con có lên Đà Lạt? Dạ không, con mới được đi qua đêm. Dạ gia đình khó, không có được đi qua đêm. Không, nào nhỏ quá. Dạ đúng rồi. Hai đứa là coi như là giữ cho nhau cho đến đêm tân hôn luôn hay sao? Dạ là 8 năm ở bên nhau, 8 năm rồi thì bạn mới tin tưởng, bạn chào cho. Tới 8 năm luôn à? Dạ. Lý do gì? Do... Dạ, tại vì kiểu giống như là gia đình con gieo cho con từ nhỏ tới lớn là kiểu giống như là để dành cái thanh xuân, cái ngàn vàng cho mình để cho đêm tân hôn đó. Cho nên là con cứ mỗi lần con sợ là không có cho. Xí xí nó nghe nè, không cho nhưng mà ổng có đòi không? Dạ có chứ. Dạ có chứ, sao không có được. Nhưng mà được cái cho là có giận không? Cái mặt ổng sao? Nói chung là cũng dụ, nhưng mà được cái là rất là cưng, rất là chiều con. Cho nên là ví dụ con không cho thì cũng thôi, tôn trọng. Rất là không tôn trọng sao đâu em. Dạ, chứ không phải là muốn cho bằng được. Nếu lúc đó con có cảm giác là bạn này bạn không yêu mình không? Dạ không ạ. Tại trong cái suy nghĩ của con khi yêu bạn này là không có đặt nặng cái chuyện đó. Đúng rồi. Tại vì thật sự là rất khó để gặp một cái người mà cho mình được một cái cảm giác mà mình yêu người ta hơn yêu bản thân mình. Hay quá. Cho nên là khi mà nghĩ tới cái điều đó thì nghĩ cũng bình thường thôi. Với lại có thể là do cái hoàn cảnh sống nữa, do cái môi trường sống nữa, là ở Đà Lạt thì cuộc sống nó nhẹ nhàng lắm, rồi nó khiến cho con người ta cũng cảm thấy nhẹ nhàng trong mọi việc vậy đó. Nên trong cái suy nghĩ của con cũng không có nặng nề quá. Được rồi, quá hay. Sau bao lâu tụi con cưới nhau? Dạ 11 năm. Sau 11 năm có nghĩa 11 là năm luôn. Sau bắt đầu trao cho nhau cái ngàn vàng là 3 năm sau mình đám cưới đúng không? Rồi có em bé chưa? Dạ con có một em bé được 5 tháng tuổi. Dạ. Thôi bây giờ mình tới cái vụ tới kia, cái vụ kia đi. Đó sống nhau chắc không có thói hư tật xấu nào đâu ha. Sao nè, giờ hỏi vợ trước đi. Dạ. Anh ấy có những cái tật xấu gì không? Chỉ có một cái là cọc. Với lại có chuyện gì á nói hoài. Nói mà không có kiểm soát được cái lời nói của mình luôn. Nhưng mà nóng lên thì những cái phản ứng nó như thế nào? Anh tự làm đau mình thôi. Dạ, dù nóng lên nói mà con không nghe. Dạ. Đấm tay vào tường. Đấm tay vào tường. Bây giờ còn vậy không? Dạ vẫn còn chứ. Chỉ có một cái là tính nóng. Là nóng tính. Những cái lúc mà con đập tay vô tường như vậy là lý do tại sao?
Nghĩa là khi đó là nó dồn nén quá nhiều rồi thì bản thân mình không muốn tổn thương người khác thì mình chỉ còn cách tổn thương mình thôi. Tại vì mình chịu đựng ở vừa áp lực công việc ở ngoài rồi đôi khi là những cái chuyện bặt bảnh trong gia đình thì nó càng ngày nó càng dồn nén thì đến một lúc nào đó nó như cái quả bom nó nổ ra. Nổ ra thì cái lúc đó thì mất kiểm soát. Trong cái thâm tâm mình cũng không muốn là mình sẽ làm một cái gì đó tổn thương tới vợ, nhưng mà về cái lời nói thì hơi thiếu kiểm soát nên là cái đó con cũng vẫn đang khắc phục. Nhưng mà con có thường chia sẻ công việc của mình cho vợ không? Ví dụ nhiều khi áp lực trước đây thì có nhiều, nhưng mà từ khi vợ có em bé thì khi mà thấy vợ ở nhà chăm con rất là cực, mình không có muốn mang cái áp lực ở ngoài đường về trong gia đình nữa. Yes, đúng rồi đó. Những cái chuyện đó mình có thể chịu đựng được thì mình cố gắng. Như vậy thì cái xác suất mà tự đập tay vô tường á, lúc trước khi có em bé và sau khi có em bé lúc nào nhiều hơn? Sau này là không có nữa. Tại vì khi mà cãi nhau thì chuẩn bị bùng nổ, nhìn con là mình cảm thấy là ủa tại sao mình đang làm cái gì vậy, mình đang định nói cái gì vậy. Khi cái người phụ nữ á, nhất là người vợ, nếu họ thực sự yêu chồng của họ thì khi con có tưởng tượng lúc mà hình ảnh mà nhìn cái người chồng của mình á đập tay vào tường hoặc đập đầu vào tường á, là người ta cái nhói đau ở cái tim, vì mình biết chồng mình đau, mình biết chồng mình đang rất là khổ tâm, rất là áp lực. Chứ không phải là do tuổi thân là ở tại sao anh đối xử với em như vậy, không phải. Bây giờ khi mà vợ con khóc á, là vợ con cái cảm xúc đó nó trào lên. Có nghĩa là vợ rất thương con, thương lắm luôn á. Con nhớ lại hình ảnh đó con bị xót đúng không? Xót khủng khiếp luôn đúng không? Cho nên cô nghĩ là sau đây á, thì có lẽ mình không lặp lại hình ảnh đó nữa. Đúng để rồi. Tội vợ mình nó khóc tội lắm. Từ lúc mà có con cho tới bây giờ đó, thì hai vợ chồng có những cái chuyện gây nhau hay là có những cái giận hờn vì nhau? Dạ có, gần đây nhất là vợ ghen. Tại vì trong cái ca làm thì sau khi làm việc xong thì sếp có nhờ con đi công chuyện trong vòng khoảng 5 đến 10 phút thôi. Nhưng mà cái địa điểm nó hơi nhạy cảm là ngay cái khu vực mà nhiều khách sạn. Lúc đó vô tình là vợ gọi vô, gọi phi ta không được thì bạn này mới gọi điện thoại thường. Thì lúc đó là vừa xong việc là đang trên đường quay về lại cái khu vực làm việc á, thì có giải thích nhưng mà bạn này không nghe. Cũng ghiền lắm. Rồi anh đang làm gì, anh ở đâu, tại sao em search em thấy anh đang ở ngay cái khu vực khách sạn đó. Tự nhiên lúc đó thì tôi lại cảm thấy oan ức quá. Rồi hôm đó cũng gặp một số cái vấn đề là trong công việc nữa. Thì xong cũng nói là tại sao em không có hiểu anh đâu có làm cái gì đâu, em phải tin tưởng anh chứ. Thì nói chung là do tâm lý sau sinh của vợ đúng nó rồi. Cũng có những cái nó bất ổn, mặc dù là con cũng cố san sẻ bằng mọi cách, là san sẻ việc chăm sóc em bé nè, rồi làm những cái việc trong nhà như nấu ăn, dọn dẹp đồ này kia là con làm hết. Đến khi tối đi làm về nhìn thấy con trai đang nằm đó rồi thôi, ngày hôm sau lại bình thường. Rồi bây giờ thôi tới Nguyên đi. Giờ con, tật xấu của cô ấy là vợ gì? Con tốt, con là tánh con hơi nóng. Nóng tính. Còn vợ con sao? Tại vì tính con là nếu mà cảm thấy cái gì đó nó không ổn thì là nói thẳng ra. Và phải giải quyết ngay lúc đó luôn. Rồi. Còn vợ thì là im lặng và không nói gì hết. Đến khi mà con nói nhiều quá chịu không nổi thì quánh chồng. Con nói nhiều quá chịu không nổi thì quánh chồng. Quánh chồng đâu thiệt không? Đâu quánh yêu. À đâu. Rồi con sao? Quánh mạnh tay đó. Thì con đứng chịu trận thôi chứ. Chịu trận luôn chứ không có. Không có dám phản kháng gì hết. Bây giờ nó còn đánh con nữa không? Dạ cũng thỉnh thoảng. Nhưng mà đánh con, đánh Nguyên xong rồi đó, một chút nữa tỉnh lại rồi có vuốt ve rồi xin lỗi được không? Dạ cũng chưa biết hối lỗi đâu. Có một lần phải gọi điện cho má vợ luôn mét. Mét thì nói má ơi, hai vợ chồng đang nói chuyện nhau đó, vợ con tán với đầu con, tán với mặt con. Ôi trời. Cái là má vợ cũng phải gọi lên liền, cắt nghĩa cho vợ hiểu là không nên như vậy. Không có cắt nghĩa này phải bỏ liền nha con. Con có con trai đó, nó bắt chước con á, sau này vợ nó khổ đó nha. Thiệt. Rồi bây giờ cái còn thật xấu gì nữa nè? Dạ không, thực ra thì chỉ có cái... Có thích mua sắm không? Đúng rồi. Lâu lâu là hay bê một cục toàn là đồ mà second hand về. Cái xong là cứ lâu lâu một cục mà cái tính của con là con thích ở gọn gàng. Còn bạn này là cứ rải ra đều đều cho con đi dọn chơi đó. Mà thường là mua gì? Quần áo. Quần áo, nhưng mà không có phải như người ta là thích đi vô shop rồi mua những cái áo mới, thích mua một đống một lô vậy đó về. Xong rồi
thích livestream bán nhưng mà thực ra là không ai mua ấy. Cho nên nó thành hàng tồn kho. Người ta có máu kinh doanh rồi. Giờ nhiều quá rồi xong phải lọc rồi đem đi từ thiện. Rồi bây giờ em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Chỉ muốn vợ tin tưởng mình hơn thôi. Tại vì cái công việc của em nó cũng khá nhạy cảm á. Thì mọi người hay suy nghĩ là DJ là làm trong một cái môi trường ăn chơi rồi tiếp xúc nhiều người. Thật sự là cái điều đó là nó cũng là đúng chứ nó không hề sai. Nhưng mà quan trọng ở đây là cái người đó, người DJ đó họ như thế nào. Đúng rồi. Họ có muốn gọi là hư hay không, hay là họ muốn mình là một người tử tế. Thì anh đã thể hiện cho em thấy hết, anh đã show hết những cái gì mà anh có. Thật ra cái nghề này anh cũng không thích đó. Con cũng không thích cái nghề này. Thật sự là con bị mắc cái hội chứng sợ đám đông. Nhưng mà cái nghề nó chọn mình thì cũng gần chục năm nay vẫn đi làm. Thì cái đó cũng là cái sự may mắn. Chỉ mong vợ là tin tưởng mình hơn. Tại vì bây giờ đã có con rồi thì tất cả là dành cho gia đình. Nếu như chồng con đã có những cái chia sẻ như vậy rồi á, thì con nên bắt đầu thay đổi chiến thuật giữ chồng. Đúng không? Nhưng mà con phải thông cảm là trong thời điểm này cái nội tiết tố của bạn đang rất là thay đổi. Con phải đợi cái đó là một năm hơn thì cái nội tiết tố nữ đó nó mới điều hòa trở lại. Cho nên con chịu đựng một năm nữa đi. Về phía con là con phải bản lĩnh, con phải tự tin. Con là một người đàn bà đẹp cho nên con đừng có sợ gì hết trơn trọng. Ok, hai đứa con phải giữ cái mối tình này. Ok, và tiếp lời là anh cũng rất là muốn hỏi các em là nhân cái dịp này, dịp mà lên chương trình Vợ Chồng Son, thì hai vợ chồng có điều gì muốn bày tỏ và muốn nói với nhau hay không? Nhân cái sự kiện này hôm nay con muốn tái hiện lại cái màn cầu hôn một cách rõ ràng hơn, dõng dạc hơn là em có đồng ý làm vợ anh đến suốt đời hay không. Em đồng ý em phải đồng ý. Cảm ơn chồng. Cảm ơn chồng. Hứa với chồng đi. Hứa với chồng là không có ghen nữa, với lại không có tay chân với chồng nữa. Chồng có nói gì nữa không? Anh cũng sẽ hứa với em một điều duy nhất là anh sẽ ở bên cạnh em với con đến suốt đời. Ok, bye. Và hãy xem như hai chúng ta chưa từng gặp. Ngày mai lỡ nếu có gặp nhau, một hai câu quan tâm đến nhau, rồi thì thôi. Hay quá. Ông bảo là cô cậu có tiền không, cho tôi xin 5-3 ngàn. Lúc đó thì em đang vô trớn, cái cũng ngưng lại chút xíu, mất trớn, móc ra 5 ngàn đưa ổng. Quay qua ổng bảo là cảm ơn quỷ đực, cảm ơn quỷ cái. Có không? Em nhớ tới già cái câu chuyện này, em thề luôn. Cái em mới nói là sao cái gì anh cũng chờ em kêu em làm dữ rồi anh mới làm, đợi nước tới chân mới nhảy không vậy. Cái trả lời với em là nhảy sớm chi cho mỏi chân. Trời. Mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Tôi biết ai luôn nè. Trời ơi. Ai hot boy trà sữa phải không? Đây, hot boy trà sữa. Trời đất ơi. Dạ em chào quý vị khán giả. Chào quý thần. Dạ đây là cái món quà này đầu tiên là hai vợ chồng em bán khô gà. Nên em gửi. Ủa còn bán trà sữa không? Dạ chút xíu em tâm sự rồi. Tại nhiều hơn ta bán qua khô gà rồi. Rồi xin phép. Rồi để cho anh cất vô nghe. Rồi. Bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Dạ xin chào quý vị khán giả. Em tên là Lê Tấn Lợi. Hôm nay em 26 tuổi. Em đến từ Long An. Và công việc của em hiện tại là hai vợ chồng đang làm YouTube và bán khô gà. Đây là vợ của em ạ. Dạ xin chào quý vị khán giả, xin chào anh Quốc Thịnh, xin chào quý vị. Chào chị luôn đi em, chị đi nha. Dạ xin chào chị Hồng Vân. Em tên là Nguyễn Thị Thu Tần, em sinh năm 1994. Em hiện tại em ở Long An. Công việc hiện tại của em là ở nhà nội trợ và buôn bán hàng online. Rồi bây giờ cho anh hỏi là hai em cùng ở Long An. Vậy anh đoán nha, có phải là hai em là quen nhau từ thời thanh mai trúc mã, từ cái thời mà đi học, từ cái thời mà ở chuồng tắm mưa, đúng không? Dạ không, ở chuồng tắm mưa là lúc đó chưa gặp đâu. Chưa gặp. Dạ tụi em quen nhau thì hình như học lớp 11 hay lớp 12 gì vậy. Là 2011 đến nay. Cái lần gặp nhau đầu tiên là ở đâu? Dạ thì cái lần gặp nhau đầu tiên thì
Hai vợ chồng em thì gặp ở đám cưới. Đám cưới có một người bạn. Sau đó thì em xin số cái thằng bạn em, nhưng mà nó cho số điện thoại. Xong rồi em tối về em nhắn tin. Em nhắn đã đợi tới khúc cuối là cho lộn số điện thoại nhỏ bạn của vợ em. Nhưng mà là em thích Tùng đúng không? Lúc đó em chưa có thích gì hết trơn á. Dạng như thằng bạn em nó bảo là có con nhỏ này là nó thích mày nè. Tức là Tùng thích em trước. Dạ đúng rồi. Không? Lúc đó là bạn em nói là em đi đám cưới đi, có mời ca sĩ Chu Bin về. Cái em mới lại, lúc đó em lại tới đám cưới, cái em mới còn nói ôi ai hát hay quá vậy. Cái bạn em mới chỉ là lại vậy. Dạ là lúc đó có ấn tượng luôn à. Vậy hả? Lợi còn nhớ cái bài đó không? Phải xem như hai chúng ta chưa từng gặp. Ngày mai lỡ nếu có gặp nhau, một hai câu quan tâm đến nhau rồi thì thôi. Hay quá. Trời ơi. Bạn này là cái bạn mới làm một cái MV mà giọng bạn rất là hay. Rồi sau đó thì như thế nào? Rồi sau đó bạn em mới dẫn đi karaoke. Em nhớ lần đầu là hai đứa đi hát karaoke, mà vô hai đứa bằng tuổi mà còn nít. Lúc đó thì tụi bạn em xưng là bạn này rồi tớ rồi cậu hay này. Còn em vô thẳng vấn đề, em kêu là anh em luôn. Dạ em bảo là anh với em cứ ngồi còi tím nghe em hát. Rồi sau đó thì tình cảm của các em phát triển như thế nào? Thì nói chung là tụi em quen nhau thì nó cũng không có được gần. Tại vì vợ em thì ở Long An, còn em thì ở huyện Châu Thành, cách nhau tới 15 cây số. Nên là gặp nhau thì vợ em thì lâu lâu cúp tiết trốn học xuống chơi với em thôi. Tại vì lúc đó là vợ em đi chiếc xe mắt, còn em là chạy đạp điện. Nên là em vòng lên Long An thì về sợ hết điện đạp chết. Nên là vợ em đi xe máy thì xuống dưới Sầm Mẹp. Trời ơi, mà mỗi một ngày như vậy chạy xe xuống tuốt ở dưới Long An. Dạ đúng rồi. Là cái tình yêu của em dành cho chồng em là mãnh liệt quá đúng không? Dạ. Cảm giác giống như em thương chồng em hơn là chồng em thương em á. Dạ. Rồi có dịnh vào cái điều mà biết làm em thương mình quá cho nên là hay làm nư rồi hay kẹo chớn đồ này kia nổi với em cũng có. Ví dụ như là mỗi lần cãi nhau là đều chia tay vậy. Đòi chủ động đòi chia tay. Dạ. Ơi, mà có chia không? Em với vợ em chắc cả trăm lần rồi ạ. Mà toàn em đòi chia tay thôi. Dạ đúng rồi, cái thời chú thật là đàn ông. Nhưng mà các em lúc đó là còn đi học. Vậy thì cái tình yêu nó nảy nở như vậy. Rồi gia đình hai bên có biết không? Dạ gia đình lúc đó chưa biết ạ. Cái lúc mà em quen vợ em là có, em nhớ có cái đợt mà đi chơi về hai đứa giận nhau á, là vợ em chạy vô nhà khóc, cái cha vợ em chạy ra lỗi lần nào là dứt câu là em về tới nhà em rồi. Là bỏ chạy rồi đó. Em chạy. Em nhát dữ lắm, em sợ lắm. Tức là cha vợ khó tính lắm hả? Không, cha bây giờ thì em sống chung với cha thì cha rất là dễ. Lúc đó là em sợ cha, đúng không? Dạ, lúc đó thì sợ, tại vì chưa biết mặt cha ra sao nữa mà. Lúc đó là chỉ quen lén lút nít mà. Mà sợ cha như vậy, vậy thì mỗi lần mà hẹn hò với nhau chắc lén lút đúng không? em kể cho anh Thuận nghe. Lúc là em, lần đầu mà hai tụi em mà hẹn hò là hẹn ở Bà Kè. Cái lần đó là em thiệt em ấn tượng, chắc em nhớ tới già luôn á. Bữa ổng đi ngồi Bà Kè xong rồi kiểu như là nói chuyện rồi cái em cũng muốn tập hung. Hai đứa tính chuẩn bị hung, nhắm mắt nhắm môi chuẩn bị hung cái ở sau lưng có ông già. Ông già xin ăn. Ông bảo là cô cậu có tiền không, cho tôi xin 5-3 ngàn. Lúc đó thì đang vô trớn cái cũng ngưng lại chút xíu, mất trớn, móc ra 5 ngàn đưa ổng. Quay qua ổng bảo là cảm ơn quỷ đực, cảm ơn quỷ cái. Có không? Em nhớ tới già cái câu chuyện này, em thề luôn. Trời ơi rồi hai đứa em mất hướng nhìn nhau rồi, kiểu như bị đứng hình luôn. Em không biết sao mà ổng lại nói như vậy. Cuộc đời trái ngang ghê. Rồi sao của đó là ngưng về luôn, quê luôn, mất hứng đúng không? Dạ quê tèo. Rồi cái tình yêu sâu đậm đến với hai em đó là sau đó là bao lâu? Khoảng hơn 2 năm á. 2 năm sau? Dạ đúng rồi. Nhưng mà nó đã sâu đậm luôn là khoảng thời gian là hai vợ chồng em bán trà sữa ở quán Dĩ Hè. Từ cái lúc mà bán trà sữa với nhau là mới có tình cảm nhiều hơn hả? Cho anh hỏi nè, tụi em còn quá nhỏ nhưng mà đi ra kinh doanh như vậy thì anh muốn biết là nó có nhiều những cái kỷ niệm hay là có nhiều cái vất vả gì không? Dạ nói chung mình cũng có vất vả, nhất là khúc trời mưa, tại mình bán ngoài trời mà đâu có cái gì để che đâu ạ. Thì nếu mà mưa khách tới thì khách bỏ đi về, tụi em vô xe trà sữa trú mưa trong đó. Rồi đến một cái giai đoạn mà anh Lợi này, tôi nhớ có thời gian là anh rần ở trên mạng đó, anh được mệnh danh là hot boy nữa, hot boy trà sữa. Vậy thì có nhiều cô gái đến thì lúc đó làm sao?
em toàn... Dạ hình như là biết có vợ rồi hay sao nên không có ai để ý tới hết. Trời ơi, tất cả các tài khoản của em là biết mật khẩu hết trơn à. Sẽ xóa hết tất cả những cô gái đẹp. Không bao giờ em nhắn tin được với ai cả. Biết là em cũng làm biến nhắn. Sao anh nói tới chuyện đó mà sao em bức xúc quá vậy lại? Nói sao cuộc đời em trái ngang quá vậy? Trời ơi dạ. Đó, coi như em đã bị phong tỏa từ dạ, đúng năm rồi. Em lớp 11 cho tới thời điểm này đúng không? Dạ. Phong tỏa toàn bộ. Mặc dù mình là hot boy. Bây giờ mình lấy cái móc ra. Cái móc mà hai em mở trà sữa. Cho đến khi các em cưới nhau thì là bao nhiêu năm? Gần 3 năm mới cưới. Lúc mở bán lề đường là tới cưới là gần 3 năm. 3 năm. Rồi có con chưa nè? Nói tới chuyện này thì nó cũng có một cái biến cố. Dạ, hai tụi em thì cũng đã từng có một cặp song sinh. Dạ, nhưng mà vợ em mang thai là khoảng 5 tháng rưỡi. Thì tự nhiên cái buổi đó vợ em đi vệ sinh mà nó bị vỡ ói à. Gì đó? Là em bé đã thò chân ra ngoài rồi nên là không giữ được. Ồ, vậy là mình bị sanh non đúng không ta? Dạ đúng rồi, sanh non ạ. Ừ. Là bao lâu rồi? Dạ tháng 12 này là đúng 1 năm á. Đúng 1 năm. Nhưng mà bác sĩ có nói lý do tại sao hay là do cái thành bụng của mình nó mỏng rồi bám không được hay sao hay là lo thành cái thành tử cung của em ngắn quá là không giữ được ạ. Chắc là do sanh đôi. Sanh đôi dạ đúng rồi. Trong cuộc đời em chưa bao giờ mà sợ như cái lúc đó luôn. Tại vì khi mà đưa vợ em lên tới bệnh viện á, thì vào nói chuyện với bác sĩ mới bảo là sanh như thế này thì cái dấu hiệu mà bị băng huyết á. Em nghe tới câu đó là em sụi rồi, em cái chân em đứng không nổi nữa. Em sợ vợ em mất luôn. Nên là nói tới giờ lúc đó là em rất cực kỳ là khó chịu, rất là buồn mà em khóc mà bệnh viện nhìn em dữ lắm. Em khóc rất là nhiều, mẹ em rối về em luôn mà, mẹ vợ em á. Mà lúc đó là vợ đang ở trong phòng cấp cứu. Dạ vợ thì đang sanh ở trong, em không biết sanh được hay là không. Tới lúc mà bệnh viện là họ nhắn tin cho mình là Nguyễn Thị Thu Tần đã sanh ra 2 bé trai bao nhiêu gram á, rồi sanh lúc mấy giờ, lúc đó em mới nhẹ người. 1 tiếng sau bé mới mất. Nhưng mà bây giờ sức khỏe của em thì như thế nào? Em đã ổn định cả về tinh thần lẫn dạ em đã ổn định mà đi khám thì bác sĩ nó vẫn có bình thường à. Vẫn khỏe lại rồi hả? Như vậy là khi mà mình biết được rồi thì mình sẽ cẩn thận. Ví dụ như trong trường hợp nếu mà bị đa thai á, tại vì cái tử cung của em nó không chứa nổi. Dạ. Không chứa nổi, nó không có chỗ để cho 2 cái thai cùng tồn tại một lúc. Dạ. Thành ra mình phải tính trước những cái này. Dạ. Thôi, nói chung là anh xin chia sẻ với cái nỗi mất mát của 2 vợ chồng em ha. Rồi thôi bây giờ cái chuyện buồn, cái chuyện lắng mình cho nó qua đi ha. Bây giờ mình nói đến cái phần nào để cho nó vui, nó sơm tụ hơn. Tại vì ông này ông rất là hài hước. Bây giờ đến cái phần gọi là khui tật xấu nhau. Em được ưu tiên khui tật xấu của anh đó. Tật xấu của chồng em là hay lề mề lắm. Mỗi lần em nhờ cái gì á là chậm chạp mà đợi cái khi là em làm xong rồi mới ra không mà kiếm cớ trốn dạ, đúng không? Trốn mà anh đi làm thì siêng dữ lắm, mà ở việc nhà thì nhát lắm mà cái em mới nói là sao cái gì anh cũng chờ em kêu em làm dữ rồi em mới làm, đợi nước tới chân mới nhảy không vậy. Cái trả lời với em là nhảy sớm chi cho mỏi chân rồi. Trời. Cái cũng trả lời dữ lắm mà. Rồi cái gì nữa còn nè? Gì nữa nè? Trước khi tụi em mà chưa làm YouTube á là mê chơi Liên Quân dữ lắm hả? Mà hả mỗi lần chơi Liên Quân là thua trận là cọc là la là hét lên hả? Hét dữ lắm mà. Còn nhậu nhẹt bê tha được không? Em không có cho nhẹ nhậu nhưng mà mỗi lần nhậu là đi lén em không ạ? Trời ơi, 1 năm em giấu được 1 lần nè. Trời ơi, em đi nhậu được, nói vậy chứ em bao giờ đi được đâu. Em đi là chút xíu là ngồi trước cửa rồi đó. Em biết làm gì trước cửa. Nó không vừa mới vô bàn nhậu cái là bả vô tới dạ đúng rồi. Sao mà nhanh cực kỳ. Cái số em ngộ lắm anh, là em đi nhậu là em chạy ngoài đường hả, làm xong đúng không, em chạy ngoài đường chút xíu là cũng gặp bả. Làm như là đánh mùi em anh. Rồi còn cái gì nữa nè Tần? Còn một cái là đói bụng hay cọc lắm mà. Ai đói bụng? Đói nóng tính đúng không? Dạ nóng tính. Nhưng mà ăn uống thì có khó khăn không? Em thì thích nấu ăn dữ lắm. Nhưng mà chồng em thì thích ăn hủ tiếu gõ. Không có ăn đồ em nấu. Dạ ăn cửa trưa nè. Ăn một cửa trưa. Còn cửa chiều ăn hủ tiếu gõ. Dạ cửa chiều là phái ăn hủ tiếu gõ. Cái ông đó bán hay cái bà đó bán hay cái cô đó bán? Hay là do nó mê nhỏ bán hủ tiếu gõ? Cái cô đó bán thì thấy chưa, nó gài dính liền cái ông. Cái cô đó bán cho lãng mạn đúng không? Lãng mạn thì từ
mà lúc quen tới nay là đúng 8 năm mà chỉ có lãng mạn là một lần duy nhất à. Cách đây vừa đây là sinh nhật em hồi tháng 10 là tự nhiên mua cho em một con gấu bự thiệt bự, là tự động mua, là tự động kêu người ta đem lại tới nhà, là em không biết gì hết á, là tới lúc mà cái anh giao hàng em tới nhà em mới biết là 8 năm trời quen nhau là chỉ có một lần nữa thôi. Đó là một cái bà gấu bông một đó. Dạ đúng rồi. Không dạ. Tặng một cái gì khác. Dạ không. Nhưng mà mang... không một cọng bông. Ừ. Dạ không luôn. Nhưng mà em có thích lãng mạn không Tần? Dạ không, em cũng không có thích lãng mạn. Thì thôi đúng rồi, thôi khỏi hỏi. Mà em cũng không cần tới ngày tặng quà hay gì, em cũng hồi đó em không có đòi hỏi. Giữ được rồi đúng không? Tại vì em giữ tiền hay em tặng em cũng phải xuất tiền ra hả? Dễ sợ phải chưa? Phải xuất tiền, chơi chắc ghê chưa? Anh chị thấy giờ em chơi chắc ghê không? Giờ phải cài mừng. Vàng gì hồi đó giờ không đòi quà. Thôi. Rồi. Tật xấu của vợ. Tới em đó lại. Vợ em thì hay ngày xưa là em trên cơ vợ em lắm nha. Là ngày xưa em như ca sĩ, em cũng mặc quần tay áo sơ mi, em đã được, em ngựa ngựa em lắm. Mà hồi đó trên cơ, em nói cái gì vợ em cũng nghe sắc đẹp hết. Cái từ ngày mà cái tật lòi, cái tật xấu ra là em biết luôn là hay. Em với vợ em mà cãi lộn ở giữa đường á, là bà sẽ quát lên. Mà em thì sĩ diện, em thì mới mắc cỡ, sợ bà con đồ nhìn là em im. Rồi kể từ ngày đó đôi ta chẳng thấy nhau, là dẫn em trên cờ em luôn. Mà kèo trên luôn. Kèo trên luôn. Căm ra ngoài đường nó mới gây lộn đúng không? Đúng, trên xe. Chứ ở trong nhà có bao giờ gây lộn không? Nó này quá hay. Ở trong nhà thì chửi lộn nhẹ nhẹ thôi. Dạ thì cũng vài ba câu thì sai này không làm, thì anh này sẽ không làm. Mà ra đường, ra ngoài đường. Ra đường một cái. Bây giờ anh đi nhậu đúng không? Đi đâu? Rồi xong. Rồi. Cục đuôi đi vô luôn. Đi chạy xe một hơi về nhà. Hoặc là không chịu về nhà. Em mà chứng, trứng càng trứng là càng không chịu về nhà. Rồi không lẽ hai đứa đúng. Ở ngoài đường nguyên đêm. Là phải năn nỉ ba nữa, không lẽ giờ bỏ mới giữ được. Dạ đúng rồi. Rồi tiếp theo có tật xấu gì nữa? Có ghen không? Trời ơi. Trời ơi là tôi biết là ghen dữ lắm rồi. Trùm luôn, vợ em là trùm ghen luôn. Đâu trùm sao đâu, có câu chuyện nào kể nghe không? Bất kỳ ai nhắn tin là đều chửi em. Người không cho ai nhắn em hết trơn á. Nhắn hai quà là em chặn liền. Chặn, đúng rồi, chặn mà em mắc cỡ với người ta không. Chỉ cần giao lưu hai anh em, chỉ cần đứa mặt cười lên cái rồi vô danh sách hạn chế. Bây giờ cái list chặn của em chắc rất là nhiều luôn á, mấy trăm người luôn á. Ai mà rủ đi nhậu em cũng chặn luôn á. Trời, nói chung là qua chương trình này rồi sẽ nhiều người hiểu được cái nỗi khổ của em đúng không? Dạ, khổ. Và lắm. Người ta sẽ bớt giận em là bởi vì cái người chặn không phải là em. Dạ, quý vị khán giả thân mến, sau này thì quý vị thấy vợ em la ngoài đường thì bơ đi để em trên cơ lại có được không? Để lấy lại tốc độ. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà đi đâu là bà cũng đi theo hết. Dính em như cục 500 vậy đó. Ngay kể cả là sáng này thì em đi xe buýt mà cái chỗ em nắng muốn chết mà không cho em đi là phải ngồi gần em mới chịu, không muốn cho mà ngồi lết qua chỗ kia ngồi nữa. Mà em biết lấy hơi làm gì nữa, mà mấy năm nay chưa đủ hơi hả em? Là đi xe buýt từ dưới Long An lên đây hả? Dạ đúng rồi. Thế sao thiếu hơi em giữ ta nằm là cái nhủi nhủi vô đây nè, biết kiếm gì trong đây nữa. Cái hương á, nằm là nhủi vô đó, tối là phải nằm lên dây, là nằm xuống cái là gối tao là đưa vô liền. Nhưng mà em đợi ngủ em cũng hất ra tê tê. Trời ơi, dễ sợ không? Cách đây 2 tháng là vợ em 71 cân. Là lúc đó nằm em tưởng đâu bao gạo nằm tay em không. Thiệt luôn á, mới vừa giảm cân được cách đây mấy tháng giảm được 10 kg á. Mới cho mặc áo này vừa này, chứ không là các con có đồ để mặc luôn. Vậy em có mong muốn vợ em thay đổi gì không? Đừng chửi em. Đừng chửi em nữa à. Ủa chửi lắm hả lại? Nó nạt mình em à, chứ ngoài đường bất kỳ ai là không bao giờ nói chuyện lễ phép, rất là ngoan hiền, mà sao riêng một mình em là chửi. Rồi giờ tới Tần, em mong muốn ông ấy thay đổi điều gì? Dạ là em chỉ mong muốn là bớt đề mề lại, là em nhờ cái gì làm liền. Tại tính của em là em thích là làm xong mà muốn làm gì làm, chứ không có mà chần chờ lâu mà. Ủa nói nghe nè, rồi tụi em xưng hô ở nhà là xưng hô làm sao? Nếu mà vui vẻ thì đúng rồi em kể. vui vẻ vẻ thì hai đứa heo ông xã mà nói chuyện heo tròn có ngày em kêu nó vậy không à? Là sao kêu sao? Kêu heo tròn ơi heo tròn. Heo tròn. Uống nước con múc cho nè. Vậy đó. Lúc nổi điên lên. Nổi điên lên nè. Đi chỗ khác đi. Vậy đó. Là không nói, không kêu tên, không kêu gì luôn, nói trọng không. Dạ rồi. Hôm nay ví dụ như nếu như anh với mọi người muốn hai đứa có một chút gì đó thể hiện tình cảm với nhau á, thì cái mà mặn nồng nhất đó là thể hiện như thế nào? Em hay ôm vợ em, giờ ôm chứ sao ta? Ôm mẹ heo tròn á. Anh không dạy em cái ha. À. À.
Trời đất ơi, thấy tôi ghê không? Dễ thương quá. Ừ. Xì tiên hết sức luôn vậy đó. Thực sự hai đứa, trời ơi, đúng là thanh mai trúc mã 8 năm trời. Dạ. 8 năm trời tụi em đồng hành với nhau. Sau đó thì làm ăn bươn chải ha. Dạ. Rồi trải qua biến cố. Dạ. Đau buồn đó, rồi bây giờ thì là hai đứa chung tay để mà gọi là xây dựng cái tương lai. Dạ. Sắp tới thì cũng biết nói cái gì hơn, chỉ mong tụi em là sẽ đạt được cái ước muốn của mình, đó là sẽ có một em bé. Ừ. Đúng không, để vui. Dạ. Cửa vô nhà mụ chúc cho hai em đi. Trời, sẵn sàng nhớ một đứa, nói thôi chung nha. Là chúc sẵn một sàng đứa thôi ha. Trước khi tạm biệt các em thì anh Thuận chúc cho vợ chồng của Lợi và Tân ha cuộc. Dạ. Sống luôn luôn vui vẻ, hạnh. Dạ. Phúc trọn vẹn, và đặc biệt là qua năm sau sẽ có tin vui và cuối năm sau sẽ có một em bé xuất hiện trong. Dạ. Gia đình hai em. Dạ. Lỡ mà trong 3 năm mà ông không có cái vốn đó, ông bắt ta chờ ông 5 năm mà người ta mà 31 tuổi ông mới cho cưới thì thôi, đó là tôi 28 tuổi tôi có đứa con đầu tiên vậy đó. Dạ. Quá tin tưởng rồi cho nên là có cái gì đi trước không? Dạ. Dạ. Tụi em, trời ơi, tức là tụi em hay dữ vậy. Mà đêm động phòng đã đến với hai bạn như thế nào? Dạ. Nó chán lắm anh. Nó chán. Cái gì? Nó chán lắm. Trời đất ơi. Lý do không cần trả lời, tôi biết là chán. Tôi nói thiệt luôn á. Dạ, vợ em không có kinh nghiệm trong chuyện này. Sao kinh nghiệm được, người ta dạ, như là ông phải chủ động chứ, đúng không? Dạ em có chủ động, tại vì nói chung là kinh nghiệm em cũng không có, nhưng mà em cũng có tìm hiểu sơ sơ. Tính tới ngày hôm nay là 5 năm rồi nó cũng chưa có hòa hợp luôn anh. Ồ, dạ, lý do? Em thì có nhu cầu, vợ em thì lại không có. Mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay tiếp theo để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng thứ hai. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và quý vị khán giả. Em tên là Phan Công Thảo, năm nay em 32 tuổi và đang tự kinh doanh. Thế còn em? Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em là Như Huỳnh, 34 tuổi. Ủa thiệt luôn á hả? Dạ. Trời đất ơi, nãy chị tưởng học sinh sinh viên mới lấy chồng á. Công việc em hiện giờ là gì? Dạ em làm xuất nhập khẩu ạ. À. Nhất. Dạ. Gái hơn hai, nhiều trai hơn một. Dạ. Trời hay quá. Ôi nhưng mà nhỏ xíu vậy. Dạ. Hồi xưa em cũng bị lầm mà chị. Đúng không? Trời lầm chết luôn. Như vậy là chắc có lẽ là hồi xưa là quen nhau rồi mới biết tuổi nhau đúng không? Dạ đúng rồi anh. À vậy hai em quen nhau như thế nào? Tụi em quen nhau lúc còn là sinh viên đi học đại học á. Nhưng em nhỏ có 2 tuổi thì học chắc đâu. Dạ. Học chung khóa đúng không? Dạ tụi dạ, em cái học đó là liên học thông. Liên thông đại học kinh tế anh. À liên thông. Dạ. Dạ. Bạn này thì có một cái nhóm bạn riêng, chuyên gia ngồi bàn đầu. Em thì đi làm về trễ thì chuyên gia đi vô trễ và luôn luôn ngồi ở dưới cùng. 20 tháng 11 em lên phía trên rồi thì em thấy để ý bạn này ngồi trước mặt mình nhìn sao dễ thương quá. Ừ. Mà nhìn cái dáng cái đúng cái gu của em nữa, cái gu nhỏ nhỏ kiểu bé hạt tiêu vậy đó, nhỏ nhỏ. Hồi xưa rất là nhỏ con. Bé hạt tiêu đó. Em thích như vậy cho nên là em để ý bạn đó ngay từ cái lần mà lên hát đó. Lúc đại học thì luôn luôn có bài thảo luận làm việc nhóm thì em luôn luôn lân la để xin vô nhóm bạn này, rồi luôn luôn hỗ trợ bạn này đi làm lấy tư liệu, rồi làm nói chung là hỗ trợ hết tất cả mọi thứ. Tất cả mọi thứ. Nhưng mà lúc đó là bạn này có biết bạn này để ý mình không? Dạ không, lúc đó là em ấn tượng bạn này là tự nhiên không ai kêu hát hết. À. Tự nhiên xưng phong lên cho hát một bài. Tại vì em thấy bạn này rất là dạng. Mà lúc đó là em có người yêu chưa? Dạ em cũng có người yêu rồi. Cho nên dạ. Đâu có thèm để anh này. Không, không, không. Anh này anh càng làm rần rần thì... Mà lúc đó bạn này nhìn giống BD vậy. Không có men như bây giờ đâu. Thời đó dạ. Em để hai mái. Mặc áo màu nổi không anh? Màu hồng. Màu vàng, mà vàng chanh đồ. Màu hồng rồi màu tím, nơ hồng, nơ tím. Rồi tóc hết á. Tóc chải rất là bóng, đi học vô tóc chải rất là bóng. Hồi nhỏ tôi cũng tóc bóng. Hai mái hồi đó là tóc anh Thuận cực nhiều mà sức mút luôn. Rồi sức mút nó bóng lưỡng như nó mà giờ đầu nó tóc nó gì nè nó. Rồi anh hỏi nè, lúc đó em có người yêu chưa? Dạ có mà em giấu. Thích đi bắt cá. Dạ, em đổi nghề. Bao lâu nãy em mới bắt đầu để ý anh đón nha, có phải là do em bị người ta phụ bạc cho nên trong lúc em bế tắc, trong lúc em đau khổ thì anh này anh bắt đầu anh đến anh tỏ tình em đúng không? Dạ cũng gần gần vậy đó anh. Hay chưa, hay chưa. Nói em cũng đang buồn quá, quá buồn luôn mà em không có biết là em không biết chia sẻ với ai hết á. Ừ. Chỉ có bạn này thì lúc đó cũng hay hỏi thăm thì em cũng tâm sự với bạn là em đang rất là buồn này kia vậy đó, thì bạn luôn lắng nghe em. Ừ. Em kể những kỷ niệm của em với lại người yêu cũ á, em cảm thấy là em được một người mà lắng nghe á,
cho nên là em cũng bạn này rủ đi thì em cứ đi thôi. Thế có tình cảm nào không hay? Cũng không có biết có tình cảm khi nào nữa. Thì bạn gái cũ của người này tìm em để mà nói chuyện với nhau là đang quen bạn đó. Bạn gái cũ ở đây nói là người này có rất là nhiều bạn gái từ trước rồi. Cái lúc đó là chỉ có người yêu cũ với em thôi, đúng không? Ba mặt một lời. Ba mặt một lời luôn. Em bắt người này phải bây giờ phải cho em gặp bạn gái luôn của bạn này luôn để hai người nói chuyện trước mặt em luôn. Xong rồi cuối cùng kết quả làm sao thôi? Dạ bữa đó em nhục mặt quá anh, ngồi chỉ biết cắm đầu thôi. Nhưng mà cái tới cuối mùa là em có đưa ra cái quyết định là sáng suốt và cụ thể là chọn ai không? Dạ có. Là lúc đó em nói thẳng luôn. Thì ngay bữa đó là em lý giải và mọi thứ cho hai người hiểu thôi. Nhưng mà cuối cùng em vẫn nói rằng là em chọn người mới. Và đêm hôm đó về là em gần như là không ngủ được và giống như là viết tâm thư cho bạn này. Và em có đáp lại không? Dạ không, em cũng quyết định là không có qua lại nữa. Sau một thời gian là em với bạn này chia tay, cũng có người khác để ý tới thì em cũng có đi gặp người đó nhưng mà em cảm thấy không hợp. Mà người này cứ liên lạc, tìm cách để liên lạc em á, thì lúc đó từ từ em mới quay lại. Tình cảm của bạn này đối với em nó dạng giống như mưa dầm thấm lâu đúng không? Dạ. Nó không có một cái gọi là cái cú gọi là đột gặp phá. Một cái là say sẩm liền được cái nào. Dạ không, dạ không. Nhưng mà bạn này thì lại có cái tình cảm đó. Dạ. Khi gặp bạn này là có manh nha bỏ người cũ liền rồi, dễ sợ quá. Dạ, em gọi cái chuyện. Không, có giống vậy không? Nghe phân tích thôi. Kể từ khi mà hai bạn chính thức yêu nhau đó. Dạ. Cho đến lúc kết hôn là bao lâu? 3 năm. Ồ, 3 năm lận hả? Ủa dạ. Lý do mà kết hôn lâu vậy? Dạ nó cũng thứ nhất là vì tụi em thời điểm đó em thất nghiệp. Em và tài chính tụi em chưa ổn định. Tại vì trước kia khi mà em viết, như em nói là viết tâm thư và em nói chuyện với vợ em, thì em đã nói một câu rằng là kể từ bây giờ anh sẽ không bao giờ để cho em phải khóc và buồn vì bất cứ những chuyện anh làm nữa. Cho nên em vì câu đó em muốn rằng là phải chuẩn bị cho thật hoàn hảo đầy đủ để mà cưới. Cho nên là em 3 năm quen nhau rồi em cố làm để mà có thể gầy dựng được gọi là số vốn nhỏ nhỏ để có thể tự chủ lực cho cái đám cưới của mình và nhà cửa này nọ cho tương lai. Trời hay chồng ơi, lỡ mà trong 3 năm mà ông không có cái vốn đó, ông bắt ta chờ ông 5 năm mà người ta mà 31 tuổi ông mới cho cưới thì thôi, đó là tôi 28 tuổi tôi có đứa con đầu tiên vậy đó. Rồi trong 3 năm đó ảnh có làm em khóc không? Có làm em buồn không? Dạ không. Sao mà khi mà em chấp nhận quen người này á thì em cảm thấy là em rất là tin tưởng. Quá tin tưởng rồi cho nên là có cái gì đi trước không? Dạ. Dạ. Tụi em, trời ơi, tức là tụi em hay dữ vậy. Mà lý do gì dữ vậy? Dạ, thứ nhất là tại vì vợ em theo Công giáo. Cái chuyện đó là rất là cấm. Cho nên là em gọi là kiềm chế lại. Đêm động phòng đã đến với hai bạn như thế nào? Dạ. Nó chán lắm anh. Nó chán. Cái gì? Nó chán lắm. Trời đất ơi. Không cần trả lời, tôi biết là chán. Tôi nói thiệt luôn. Lý do gì chán vậy? Dạ vợ em không có kinh nghiệm trong chuyện này. Sao kinh nghiệm được? Người ta dạ, ông, là ông phải chủ động chứ, đúng không? Dạ em có chủ động, tại vì nói chung là kinh nghiệm em cũng không có. Nhưng mà em cũng có tìm hiểu sơ sơ. Thời điểm đó mới cưới cũng không có dám gọi là bây giờ anh chỉ em thế này, phải như thế kia thế nọ, em cũng ngại lắm. Em cũng không ấn tượng. Như vậy là cái đêm đồng phòng nó không có... Dạ không có gì hết. Không có như em nghĩ đúng không? Dạ nó... Bây giờ em cũng không nhớ nó ra sao luôn. Rồi đến bao lâu thì cái chuyện đó mới hòa hợp với hai chồng em? Tính tới ngày hôm nay là 5 năm rồi, nó cũng chưa có hòa hợp luôn anh. Ồ dạ, lý do? Em thì có nhu cầu, vợ em thì lại không có nhu cầu nhiều quá. Sau khi cưới xong thì vợ em cũng bình thường, cũng có nói chung là cũng có hòa hợp chút xíu. Từ khi sinh bé đầu xong là gần như là giảm hẳn. Kiểu như em suy nghĩ nhiều về công việc á, xong rồi việc nhà này kia nữa, xong rồi em không biết có phải là chuyện đó hay không. Chứ em cũng thấy là em không có được. Cái việc này là vậy nè, mình giữ gìn á. Dạ. Trước cái hôn nhân á, em hiểu không? Dạ. Cái thời gian nó quá dài. Thường nếu mà tụi em mà giữ gìn hả, thì tụi em yêu nhau trong khoảng một năm đó rồi yêu đương xong rồi lấy nhau luôn á. Để mà đi đến cái vấn đề mà gọi là quan hệ luôn á, thì nó sẽ khác đi một chút. Cái lứa tuổi mà nữ với nam đều có cái khuynh hướng là có cái nhu cầu thì là hai người đều phải tự kỷ ám thị để mà mình ém xuống. Tức là mình phải tự giữ mình. Rồi riết nó thành một cái thói quen á. Em hiểu không? Nó thành một cái thói quen em à. Rồi cứ kìm hãm, tự kìm hãm bản thân về rất nhiều thứ. Rồi đến khi á, mà cái đêm đồng phòng lại là một cái đêm mà hai người đều không hề có kinh nghiệm, cho nên là cái việc đó nó không có thăng hoa. Không thăng hoa và nó không có một cái ấn tượng gì đẹp, không ấn tượng gì thôi là đúng, tức là đúng
như là trong đầu mình suy nghĩ, hoặc là mình coi phim, coi ảnh, mình thấy ổ sách. Không phải vậy, là lại thêm một lần thứ nhì nữa. Rồi đến lần thứ ba nữa là vấn đề sau khi có con. Cái người phụ nữ á, sau khi có con, nếu là cái người mà gọi là cái cuộc sống tình dục á, nó ok, thì là sau khi có con thì cái nhu cầu đó sẽ tăng hơn. Nhưng mà cái người phụ nữ mà cái cuộc sống tình dục nó không có một cái gọi là nó không có thăng hoa từ đầu á, em biết không, là sau khi có con là gần như nó mới biến mất luôn. Đó thì bây giờ cái vấn đề của em ở đây á, là em phải đi gặp bác sĩ để mà em cần phải tăng thêm một số thuốc, em phải uống thuốc để nó tăng cái gọi là kích thích tố nữ, cái đó là bắt buộc, chứ còn không có phải là tâm lý tâm gì hết trơn á. Bởi vì bạn này với bạn này á, nó là một cái tình cảm mà gần như là mưa dầm thấm lâu, chứ nó cũng không phải là cái kiểu mà bộc phát lên mà dữ dội này cái nọ. Đã mưa dầm thấm lâu rồi mà em để nó thấm rồi cái nó khô lại rồi nó thấm luôn đó. Em không có cái gì mà em ào ạt, em dập cho nó mãnh liệt, cái là tự nhiên nó thành một cái thói quen bình vậy nè, em hiểu không? Cho nên bây giờ sau đây là tụi em phải đi bác sĩ, đưa vợ đi bác sĩ. Đó bình thường, cái đó là bình thường. Em cần phải bổ sung một số những hợp chất vô trong cơ thể của vợ em. Đó vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Rồi tiếp tục đi hả? Rồi bây giờ thì là các em tham gia chương trình Vợ Chồng Son vì một lý do gì? Lý do đầu tiên em tại em thích coi cái chia sẻ cuộc sống của những cặp gia đình trước. Cái lý do thứ hai là dạo gần đây em có một cái gọi là một cái vết nhỏ nữa, bị vợ em phát hiện là em hay thức khuya để mà gọi điện thoại cho một người con gái khác. Dạ, chỉ là trao đổi công việc thôi, nhưng mà vợ em lại cứ nghi ngờ em. Em muốn chứng minh cho vợ em thấy được rằng là anh không làm điều gì sai, có lỗi với vợ con em, bằng cách là anh sẽ chứng minh cho mọi người thấy rằng là hai vợ chồng mình lên với chương trình Vợ Chồng Son vẫn nói chuyện vui vẻ với nhau và vẫn thể hiện được rằng cuộc sống mình vẫn đang hạnh phúc. Tức là em muốn chứng minh cho vợ em thấy là anh sẽ lên đây em nói cho cái cô đó biết á, là anh cuộc sống của anh đang rất hạnh phúc như vậy, để chứng minh được á, là cô đó với anh không là cái gì hết. Nhưng mà từ bữa giờ là vì cái chuyện đó mà vợ chồng em không vui, đúng không? Dạ đúng rồi. Thế là ban đầu em thấy là bạn kia sơn móng tay cũng gửi vô clip, vô tin nhắn, rồi đi chơi đâu cũng gửi video blog, video clip, mà em thấy lạ là ông này không nói gì, tại sao người ta gửi. Em mới cũng rất là bực mình lắm luôn á. Em lục lại tin nhắn cũ thì em thấy có gọi, ủa sao bình thường mà tại sao lại gọi video call để làm gì? Cái nó là công việc này kia vậy đó. Thời gian sau thì em thấy bình thường không có gì nữa thì nên thôi. Tức là bây giờ là ổn chưa? Dạ ổn rồi. Ổn rồi đúng không? Dạ. Để anh hỏi tiếp cái phần bất ổn nha. Dạ. Là đó, bây giờ vô tới cái phần trong 5 năm ở với nhau thì tật xấu của anh ấy đó là gì? Tật xấu ông này giờ ông kể không biết chừng nào hết luôn. Có nhiều khi chỉ là giống như là quạo mà khó chịu với em lắm, giống như là em là kẻ thù tiền kiếp từ hồi nào vậy đó. Đừng có thèm nói chuyện gì tới tôi hết kiểu vậy á, mà không thèm nói chuyện mà. Ủa, cái sao mặt, vậy Thảo? Cái mặt là nó kinh khủng lắm anh. Mà ngay cả nhiều khi ba má chồng em mà thấy cái mặt mà lúc ngay lúc đó cũng không dám hỏi han luôn á. Em luôn muốn làm tất cả một mình chịu và một mình gánh hết. Em không biết chia sẻ cho mọi người như thế nào và không biết nói như thế nào hết. Em thích là đừng nói gì hết, cứ để cho anh im lặng, em xin xử lý công việc. Rồi nhiều khi á, em làm ở công ty, nhiều khi mà em rước em á, chờ em chút xíu gì hả là không thèm nói chuyện luôn, chở trên đường về là cũng hỏi gì cũng không thèm trả lời. Mặt hầm nữa. Chở em trên đường xe mà hả, ai mà chạy xe không đúng luật hay gì đó là ông ngồi ông chửi mà con mình em nghe. Em khá là khó chịu với cái việc chạy xe ở ngoài. Chỉ còn gì nữa? Ảnh thích đi du lịch, đi đâu đó mà nhiều khi là không cần có vợ có con cũng được. Em cảm giác như là vợ con đang tù túng ổng vậy đó. Nên là em cũng không thích cái vấn đề đó. Rồi giờ tới Thảo đó. Dạ. Quỳnh có tật xấu gì không? Cái tật xấu mà em thấy là em khó chịu nhất á, không biết quý trọng sức khỏe của mình. Đi làm về rất là mệt, chăm con, nấu cơm này nọ xong là tối cứ cầm điện thoại lên, đọc truyện, coi phim, tối nằm khóc thúc thích mình. Mà coi tới 1-2 giờ sáng lần, coi bất chấp, em nói thôi đi ngủ đi, tắt điện thoại đi, tắt wifi luôn, vẫn mở 3G lên ngồi coi. Trời ơi. Dạ. Coi xong rồi tới sáng hôm sau dậy không nổi, đi làm thì mắt nhắm mắt mở chạy xe máy. Có lần rồi, đã mém bị rồi, tông xe khác nữa. Không biết quý trọng sức khỏe. Cái thứ hai là chuyên gia lấy em ra làm chuột bạch, nấu ăn cực kỳ dở và thử nghiệm món mới, nấu món mới không, công thức đó má em dạy, chỉ làm chạy dạy không, để em thử cái món mới chế biến thức. Dạ, để em thử. Dạ thì sau khi thử xong là em ôm cái toilet. Dạ em, thường xuyên không dạ em không dám ăn thường xuyên,
Và em thời gian đầu thử là cũng thường xuyên lắm, mà sau em nói thôi đừng than đi. Chứ bây giờ anh ôm hoài cũng tội nghiệp anh lắm. Yeah. Bây giờ là nấu ăn lên được chút nào chưa? Dạ cũng lên rồi, nhưng mà cũng vợ em thì người miền Tây, em thì người miền Trung, cho nên cái khẩu vị nó cũng khác nhau hoàn toàn. Em thì ăn món miền Trung quen rồi, nó hơi mặn mà, người miền Tây thì nó hơi nhạt và hơi ngọt một xíu. Với lại cái cách nấu của vợ em cũng khác người khác nữa. Em không biết diễn tả sao nữa, nhưng mà em đang dần thích nghi. Và hiện giờ thì có vẻ rằng là không biết là mưa dầm thấm lâu, chị Vân mới nói là em cũng gần chịu được cái kiểu này rồi, kiểu ăn này rồi. Bây giờ là ăn món của mẹ em nấu thấy nó khác liền. Em ăn được món của mẹ em thì thấy nó khác. Sao không bằng vợ con nấu? Em mong muốn vợ em thay đổi cái gì nè? Dạ em muốn là vợ em nên quý trọng sức khỏe mình hơn. Dạ. Còn em? Thì em mong muốn là đừng có quạo này với cái này kia với em á. Với lại em thích là nhiều khi cũng phải vợ chồng cũng phải tình cảm, ví dụ như mà cũng phải nói chuyện cũng ngọt ngào, hay là cũng nắm tay hay là gì đó. Dạ. Còn đằng này hả, giống như là không biết có quan hệ gì không, đi ra ngoài đường không bao giờ em nắm tay vợ ngoài đường hết. Nhiều khi ta không biết mình vợ chồng luôn á, phải dạ, đi rồi. Ra ngoài đường tưởng bạn hàng. Cặp cổ đi nữa, cặp cổ đi luôn. Tưởng bạn hàng. Em có mong muốn vợ mình mãnh liệt hơn không? Dạ có. Đó là điều thầm kín. Thầm kín đúng không? Dạ em muốn. Mà chị hỏi em nè. Cơ thường á, ví dụ vợ em, cái nhu cầu của em mà em ra hiệu hoặc là em có bật đèn xanh cho vợ mà vợ không đáp ứng thì thường là em sẽ xử sự như thế nào? Em đã ngồi nói chuyện với vợ em rồi. Cô nói thôi bây giờ cái thực sự là anh nói thiệt luôn là anh như thế này, anh có nhu cầu em nên coi phim thêm đi, hay là gọi là luyện thêm kỹ năng đi, hay là mua thuốc gì đó uống thêm đi để có thể hai chồng mình hòa hợp. Tại vì thực sự là anh tìm hiểu thấy được rằng là 50-60% các cuộc hôn nhân là bị tan vỡ vì một cái yếu tố rất là nhỏ, là chuyện giường chiếu cái như vậy. Cái đó nhỏ đâu nha, cái đó dạ, lớn chứ không phải dạ. nhỏ đâu. Thì anh không muốn hai vợ chồng mình bị một cái vì cái chuyện đó mà lại mất đi cái tương lai hạnh phúc sau này, cho nên là thôi mình ráng hòa hợp và tìm hiểu để hòa hợp nhau hơn. Em trao đổi với vợ, nói với vợ em thôi, chứ thực ra là làm thì thực sự em chưa có làm. Và cũng ví dụ như là chỉ có lâu lâu gửi mấy cái link về sản phẩm thuốc gì đó thì gửi cho vợ em coi tìm hiểu thêm, rồi phim thì cũng có mở cho coi. Nhưng mà dạ. ý chị muốn hỏi là như này, có khi nào cái nhu cầu của em á, em cần, tức là cái nhu cầu em nó vượt ngưỡng chịu đựng của em mà vợ em vẫn không chịu, khi nào em dùng những cái động tác mạnh không? Dạ chưa. Chưa đúng không? Dạ vợ em thì được có cái là nếu mà em có nhu cầu em nói ra thì vợ em vẫn trả bài cho em đầy đủ. Dạ. Nhưng mà hoàn toàn là không phải làm một cái sự tương tác mà nó dạ, giống như rồi. Là làm bổn phận và nghĩa vụ thôi đúng không? Dạ. Hôm nay là nhân dịp coi như là 5 năm đó, trước khi chúng ta tạm dừng cuộc nói chuyện ngày hôm nay thì cái mục đích em lên đây em cũng đã nói hết rồi. Dạ. Vậy thì anh cũng như chị Vân và tất cả những người có mặt ở đây cũng đang muốn có một cái lời nói, một cái cử chỉ gì đó rất đặc biệt từ em với vợ em. Hôm nay 5 năm ngày cưới của hai vợ chồng mình, anh muốn nói lại một lời mà ngay trước kia khi anh đã nói với em là hãy tin tưởng anh và anh sẽ không bao giờ làm cho em khóc và buồn. Hai vợ chồng mình hãy cứ tiếp tục như thế này và nuôi dạy hai con khôn lớn. Cảm ơn em đã làm vợ anh trong 5 năm qua. Yes. Em cũng muốn là hai vợ chồng mình sẽ đi với nhau tới già. Xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình và xin chúc cho hai em sẽ mãi mãi như thế này. Không chỉ là 5 năm mà sẽ là 50 năm hạnh phúc bền chặt bên nhau. Em thì lại yêu anh ấy từ cái mùi hương của cơ thể anh ấy cơ. Tức là lần đầu tiên khi mà gặp nhau ấy là em thấy sao anh này nó thơm gì đâu, rất là thơm. Không có tiền mà không có một cái gì cả. Xong rồi vô tình em gặp anh Luân như một quý nhân phù trợ. Em phải dùng từ quý nhân phù trợ bởi vì anh ấy giúp đỡ em rất. Không biết làm sao cái ơn này mình trả hết nữa. Thôi bây giờ dùng tâm thân này để trả. Thôi cứ ghi lại đi à, thí chủ à. Cầm cái tờ giấy và cô khóc như mưa, ước cả cái tờ giấy. Anh ơi, em có em bé rồi. Ồ vậy hả? Dạ. Mẹ thấy con 40 tuổi rồi. Sao mãi không thấy mày có vợ có con nữa. Cho nên cái việc là thay vì có em bé là người ta sẽ bất ngờ. Thì hai mẹ con vui chúc mừng. À mày không bị vô sinh. Mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Rồi,
ơi. Trời ơi. Tái ngộ, tái dạ, ngộ lại tái ngộ nữa à? Tái ngộ là tái ngộ sao? Tại vì em cùng với Ngọc Lan đã đến nhà của hai vợ chồng gõ cửa thăm nhà rồi chị. Xin chào chàng trai nhạc sĩ mắt nai cha cha cha. Xin chào MC vui tính đẹp trai Hài Hước Quốc Thuận. Đã từng làm nền cho chị Thúy Nga hát bài mắt nai cha 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 suốt thời thanh xuân của ảnh. Thanh xuân của mình là gắn liền với mắt nai cha cha cha. Cha cha. Và cái mối tình đơn phương vẫn cũng gắn liền với mắt nai cha cha cha. Cái đó là lỗ. Tới bây giờ vẫn còn yêu chị Thúy Nga. Ai đó? Cái đó là bạn đừng nghe cô ấy nói nha. Đừng nghe những gì cô ấy nói. Cái phần cuối, cái phần mà yêu thầm Thúy Nga là không có đâu quý vị. Bữa đi ra chợ có người hỏi rồi kìa. Chị Luân rất may mắn được ngày hôm nay đến với chương trình, gặp anh Thuận, chị Hồng Vân, dẫn bà xã tới để có những cái chia sẻ tạm gọi là vạch mặt cho người xem. Trời, vạch mặt mà ở đây thú vị lắm. Cái cô gái bên đó thiệt á, quá là xinh xắn vậy đó à. Trước tiên thì cho em được gửi lời chào đến cô Hồng Vân và anh Quốc Thuận, cũng như là tất cả quý vị khán giả đang theo dõi qua chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Liên Thảo, hiện tại thì em đang làm công việc là MC dẫn dự sự kiện, cũng như là em làm giáo viên. Hiện tại thì em cũng với cả anh Luân là đang có một công ty tổ chức sự kiện nữa. Cưng nhiêu tuổi rồi nè? Dạ vâng, em với cả anh Luân là anh ý sinh năm 82, còn em sinh năm 94. Cô hay gọi là cổ là con chó con, em là chó già. Ê, cái cặp này bắt trend kịp ghê. Bắt trend sao chị? Bắt trend ra nè, bắt trend ra nè, dạ, nghe ra nè. Tại vì ngày xưa lúc mà quen nhau thì anh ý hơn em một con giáp này. Đã thế anh ấy còn kiểu rất lo lắng, chu cấp. Xong rồi lo tất tần tật từ cái ăn, cái mặc. Nói chung là cái gì anh cũng lo, cho nên giống là như một người anh, một người cha vậy. Một người cha, một người anh, một người bạn. Và đôi khi là em hay gọi đùa anh ấy là Sugar Daddy, còn em trời là Sugar Baby. Đó, bắt kịp trend dễ sợ. Sugar Daddy, Sugar Baby. Dạ không, mặc dù em nhiều tuổi nhưng em vẫn trẻ à. Và em không đồng ý với kiểu đấy. Em vẫn là Sugar Baby. Ồ, dạ. Vậy cuối cùng là ai là Sugar lớn? Sugar Mommy. trời ơi, dễ sợ quá. Nhưng mà nói nào ngay nha, chị nói thiệt, hai đứa nhìn rất là xứng. Rồi bây giờ tới bạn giới thiệu về mình. Dạ, kính thưa hai MC xinh đẹp. Dạ. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, em tên là Sĩ Luân. Dạ, em sinh 1982. Em là Sugar Baby của Sugar Mommy. Như vậy thì là em gạn lọc khơi trong, em tìm được cái Mommy Sugar của em là ở cái nhánh nào trong công việc của em? Dạ em tìm được cổ trong chùa. Em biết chùa. Em biết. Bữa nay chị mới gặp được bé này á, chị không tưởng tượng là nó xinh xắn mà nó đẹp như một công chúa vậy mà trời. Mà lại chấp nhận luôn. Là có baby rồi luôn hả? Dạ vâng ạ. Cổ đã gài em rồi chị ạ. Dạ. Trời ơi, công chúa nhỏ được nhiêu rồi? Bé hiện tại là được 6 tháng và bé hiện gần nặng gần 8 kg và rất là kháu khỉnh, dễ thương, và đặc biệt em hay gọi là hoa hậu thân thiện bởi vì bé rất là hay cười, gặp đúng ai cũng cười và ít bữa khi là khóc gặp lắm em ạ. Thôi đó mà đã cười sặc sủa luôn. Cười ơi. Khi em đi chùa làm cái khóa tu mùa hè, gặp một cô gái mặc đồ lam không mấy cấp gì cả mà cổ quét dọn lau chùi này kia rồi phục vụ các ca sĩ, thấy thương quá. Ồ vậy đó. Và hả? Ở trong chùa nhiều ngày để phục vụ khóa tu khóa lễ thì em thấy là đây là một cô gái có một cái sự tinh khiết trong tâm hồn, và những người trẻ mà cống hiến sức của mình cho cộng đồng, đó là cái điều rất tốt. Thì em cảm nhận đây là một cô gái có cái điểm chung với mình. Em không ngờ là sau đấy cổ đã cua em. Tại sao lại có một cái phản ứng giật nó là sao em? Em có cua ổng không? Người ta nói là phụ nữ thì yêu bằng tai mà đàn ông thì yêu bằng mắt. Em thì lại yêu anh ấy từ cái mùi hương của cơ thể anh ấy cơ. Đó. Tức là lần đầu tiên khi mà gặp nhau ấy là em thấy sao anh này nó thơm gì đâu, rất là thơm. Và sau đó em ấn tượng nhất đối với anh Luân đó chính là cái sự giản dị của anh ấy, bởi vì anh là một người nổi tiếng nhưng mà gặp ai anh cũng rất là hòa đồng, anh cũng chào hỏi mọi người một cách rất là dễ thương và anh ấy chủ động là làm quen với em luôn. Em cảm thấy rất là ấm áp, và sao ta, tiếng sét ái tình đúng không ạ? Em có ý kiến này nữa, em quý cô ấy nhưng mà cô ấy chủ động tấn công em. Tấn công bằng cách nào? Bằng nhiều hướng. Có nghĩa là sau đó hay là tại thời điểm đó luôn? Dạ sau đó chứ. Nhưng mà trước đó em có biết anh này chưa? Em biết anh ấy từ hồi mà còn nhỏ, em đã nghe nhạc của anh rồi. Hồi năm lớp 8 em được bố cho vào trong này để chơi. Tại vì ngày xưa là em ở Hà Nội. Thế là em đi vào Thảo Cầm Viên thì em vô tình em bắt gặp anh đang hát trong Thảo Cầm Viên. Thế là em đuổi theo anh ấy để xin chữ ký. Nhưng mà không thấy anh ấy đâu cả, mất tích. Vài năm sau em vào Sài Gòn, em sinh sống và lập nghiệp thì là gặp lại anh ấy, và giống như là một cái cơ duyên, một cái định mệnh của cuộc đời mình đấy ạ.
em được gặp cái người trong mộng của em, em được gặp cái người mà gọi là giống như em yêu thầm, mà lại bây giờ em lại gọi là giống như là em chiếm hữu được toàn bộ người ấy, từ thể xác lẫn tinh thần, vật chất lẫn, phải nói là chiếm hết luôn đó, đúng không? Mà nhiều khi đúng mà thực sự là em không bao giờ tưởng tượng được là Sĩ luôn lại là chồng của mình. Khi mà em nghe như vậy, em đã không? Tức là trái tim em nó giống như là... Nó thực sự là mình dùng cảm giác là nó vui sướng gì cực kỳ. Đúng vui không? Mà nó còn sướng nữa. Vì mình không nghĩ là một cái người mà thương mình lại là một cái người hâm mộ mình từ nhỏ như thế. Cho nên là ông Tơ bà Nguyệt là có thiệt nghe mấy đứa. Cái lúc đó là đã yêu chưa? Lúc đó thì thật sự là quý thôi chứ chưa yêu. Chưa yêu đúng không? Nhưng mà mình thấy là một cái cô bạn trẻ, mình gọi là bỏ xứ mà vào trong một cái vùng đất mới lập nghiệp và chịu khó. Ngoài cái việc buôn bán này kia, ngoài đường, ngoài xá, dành thời gian đi học, rồi còn đi vô chùa làm công quả, rửa chén, rửa bát, làm tất cả mọi thứ phục vụ mọi người, thì bản thân em cảm thấy là một cái sự yêu quý. Mình có cảm tình. Yêu thì mà không thể lúc đầu mình gặp nhau mà yêu được liền. Rồi đến khi nào thì mới là chính thức yêu nhau? 6 tháng sau liệu nhau. Thực sự đến tận bây giờ cái khoảng thời gian mà em nghĩ lại em vẫn còn thấy sợ, đó chính là khi mà em vào Sài Gòn thì mọi thứ đối với em rất là mới mẻ. Em không hề có một người bạn ở đây. Thực sự là lúc đấy em rất là cô đơn và lạc lõng, thì em chỉ còn cách là đi lên chùa để có thể là làm công quả, cũng như là mình có một nơi để mình nương đi về đó. Và vâng, có một nơi để mình nương tựa. Lúc đấy em không có một đồng nào trong người cả. Em quen một cô bạn ở trên chùa, cô mới bảo là thôi mấy giờ mày không có tiền thì mày qua nhà tăng mày ở tạm, mà nhà của bạn ấy khoảng 20 mét vuông mà có ba mẹ con ở. Không có tiền thế là bắt đầu mới đi bán cái điện thoại của mình, bán được 200 ngàn, rồi hàng ngày đi bán sim dạo ngoài đường vậy đó chị. Xui cái là cái chỗ mà em làm thì nó lại giật tiền của em, nó không trả tiền cho em. Khi mà em thiếu tiền quá thì là em đành phải vay tiền bạn thân của em ở ngoài Hà Nội, thì bạn chuyển tiền cho em. Thì khi mà em ra ngoài ngân hàng em rút tiền thì cái thẻ nó nút vào cái máy của em, cái thẻ ATM của em. Thế là em không có cách nào khác, em đi ra ngoài ngân hàng để em cầm chứng minh thư đi để rút tiền, thì em để cái điện thoại trên bàn, thế là trộm nó cướp mất luôn. Đó, em không để ý. Số đúng nhỏ. Thế xong rồi không có tiền mà không có một cái gì cả. Xong rồi vô tình em gặp anh Luân như một quý nhân phù trợ. Em phải dùng từ quý nhân phù trợ bởi vì anh ấy giúp đỡ em rất nhiều. Thực sự là nếu mà không có anh Luân thì em không biết phải là sống như thế nào trong khoảng thời gian đấy. Không biết làm sao cái ơn này mình trả hết nữa. Thôi bây giờ dùng trả... tâm thân này để trả. Thôi cứ lại đi à, thí chủ à. Trời ơi, nhưng mà số xui đó, cô này gặp nhiều cái chuyện xui. Như vậy là hai bạn là yêu nhau mấy năm rồi? Yêu và cưới luôn là bà mấy năm rồi? Dạ, từ 23 tới bây giờ. Luân với Thảo là đã hình như là chưa kết hôn đúng không? Dạ, kết hôn rồi nhưng mà chưa cưới ạ. Đăng ký kết hôn dạ, thôi. Dạ, vì chúng em cố gắng đám cưới nhưng mà chúng em không chiến đấu lại con virus. Con virus. Đúng ra là trong năm nay. Dạ, thì là nhưng mà trước khi mà dịch xảy ra thì tụi em có làm một cái lễ hàng thuận tại Thái Lan. Chị đang muốn hỏi rồi em bé thì sao? Em bé ra đời trong hoàn cảnh như thế nào? Dạ, trong hoàn cảnh tai nạn ạ. Tai nạn sao? Cô ấy với em thường xuyên đi du lịch và bụng cô ấy không có tốt. Nhiều khi là 5 lần đi là coi như 2 lần vô bệnh viện. Là ăn không tiêu. Thì sau nhiều lần ở bệnh viện thì là cũng đau bụng, em nhớ bình thường. Rồi cô ấy chuẩn bị đi Anh du học. Là bé này á, đang chuẩn bị là đi Anh. Đi Anh, dạ. Nhận cái show cũng sau đó cũng cả năm đã trời. Đã ký hợp đồng với cả khách hàng rồi. Sau đó thì đùng cái là cầm cái tờ giấy và cô khóc như mưa. Ướt cả cái tờ giấy. Anh ơi, em có em bé rồi. Ồ vậy hả? Hôm đấy là chỉ nghĩ là anh đưa em đi bệnh viện, chỉ nghĩ là để khám nội soi xem là có gì không. Thì nhưng mà bác sĩ nhất quyết là bảo là thôi siêu âm trước đi để xem là có em bé hay không đã. Sau đó thì trời, giống như là một cái tin động trời làm em đứng hình phải rất là lâu về sau em mới có thể tỉnh táo rồi mà em bước ra khỏi cái giường bệnh rồi để em xuống em đưa kết quả cho anh. Thế là em đưa cho anh tờ giấy thì em quay mặt coi để anh nhìn đi. Nhưng mà còn Luân thì sao? Khi mà Luân Luân có rung không? Luân cầm tờ giấy đó Luân ấy thì phản ứng em thế nào? Em thì mẹ nuôi của em bác sĩ Nguyệt là bác sĩ trưởng khoa ở bệnh viện Vạn Hạnh. Thì em đang ngồi nói chuyện với mẹ rất bình thường. Thế là mẹ với em đều phá lên cười. Chúc mừng. Thế là mẹ cũng nói là mẹ thấy con 40 tuổi rồi sao mãi không thấy mày có vợ có con nữa. Cho nên cái việc là thay vì có em bé là người ta sẽ bất ngờ thì hai mẹ con vui chúc mừng. À mày không bị vô sinh. Mẹ em chúc mừng em. Nhưng mà trước đó là Luân có bao giờ sợ là mình bị mình bị cái đường con cái không? Cũng sợ á. Tại vì xung quanh em bạn bè đa số là không sinh được. Rồi có những bạn học trò của em kết hôn 10 năm cũng không có con. Và các ca sĩ học trò của em thì đôi khi định cư ở Mỹ một năm mà về đây vài lần để làm thụ tinh nhân tạo. Làm tới 4 lần.
thì mới được em bé hết tỷ mấy. Do vậy em thấy là thôi, số phận mình cũng vậy rồi, không thể có được. Đây có nghĩa là chính vì vậy mà em không có ý định giữ gìn đó phải không? Dạ, đúng kiểu rồi. Như là không kiêng khem gì hết. Dạ. Thả luôn. Em nghĩ là mình không thể nào mà có em bé được. Mình thấy nó vừa hài hài mà nó vui vui vui. Vui chứ, vui mà chứ em. Rất vui mà nó bị sốc. Nó bị sốc thật sự. Cả cô ấy và em cũng sốc. Tại vì cái plan của hai đứa thì có thể là 5-7 năm sau mới có. Còn bây giờ là còn quá nhiều công việc và hai người đang ở trạng thái độc thân. Nhà ai nấy ngủ, công việc xong về ngủ, Lan đang ngủ không lo gì cả. Thì có em bé là một cái trách nhiệm hoàn toàn mới, cuộc sống hoàn toàn mới. Và trước đó là hai người là ở riêng. Trước đó nha, nhà trước khi ở... có baby á, là ở riêng. Nhưng mà sau khi mà phát hiện có em bé rồi thì là hai người có thay đổi không? Lúc baby trong bụng thì đã thay đổi rồi. Đúng rồi. Là quyết định về ở chung để mà Luân tiện bề chăm sóc, đúng không? Em biết mình có em bé thì phản ứng của bố như thế nào? Bố em thì chắc chắn là bố em không vui rồi. Và không hề đồng ý cái việc mà chưa kết hôn mà đã có em bé thì rất buồn về chuyện đó. Chắc chắn rồi, nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ thì bố em... Bây giờ thì bố cổ yêu em hơn yêu cổ. Rồi. Nghĩa là bây giờ hai bạn đã ở chung một nhà ở quận 7 và chương trình gõ cửa thăm nhà đã ghé thăm nhà rồi. Rồi, thôi bây giờ mình qua cái phần 2 đi. Bà ngoại tuyệt vời lắm. Mục đích của hai người... là lên đây để mà kể tội nhau nè. Dạ. Chương trình phần 2 tố cáo vạch mặt nhau. Mình dùng cái từ vạch mặt. Đó. Mặt đâu? Từ em đi Liên Thảo. Vạch mặt. Tật xấu của ông là gì? Tật xấu của anh. Anh luôn á, anh ấy bị bệnh phong thấp cho nên là anh ở rất sạch. Chính vì lý do đó nhưng buổi sáng nhiều khi là hai đứa ở với nhau thì em buổi sáng em hay bị đau bụng mà anh Luân anh ở trong nhà vệ sinh mười mấy tiếng đồng hồ, em bảo là anh ơi xong chưa cho em mời xin đi vệ sinh với, mà anh ấy đi vệ sinh mấy tiếng đồng hồ luôn. Nhiều lúc mà em mót lắm mà em đi vệ sinh mà mấy tiếng đồng hồ luôn á luôn. Dạ, thường em hay viết nhạc trong ý tưởng trong lúc mình tắm. À, bữa nay mới biết được. Dạ. Nó sẽ thoải mái ra ý tưởng. Và dĩ nhiên là có hai phòng tắm mà. Thì cũng cứ dành cái phòng tắm dưới với em. Phòng trên cũng có không đi. Ủa nhưng mà cái bài mắt na cha cha là ra đời trong toilet luôn hả? Dạ ở ngoài thưa anh. Ý tưởng thì ở trong nhưng mà nó ở ngoài. Phải ra ngoài. Rồi tiếp tục. Còn thật xấu vậy nè. Có một khoảng thời gian là anh bị tai nạn và bị mất trí nhớ. Chính vì lý do đó cho nên bây giờ tận bây giờ anh rất là hay quên. Hồi mà mới quen nhau, đang quen nhau thì hẹn em đi chơi. Alo em bảo 10 giờ anh đến đón em nhé. 11 giờ em không thấy anh đâu, em mới nhắn tin không thấy anh trả lời. Cái 12 giờ em gọi điện, alo anh đang ở đâu đấy? Hả, anh mới ngủ dậy, hôm nay có gì không em? Xong em bảo là, ủa hôm nay anh hẹn em đi chơi mà em đang rất là đói, em đang đợi anh đưa em đi ăn đây. Ồ vậy hả? Sao anh không nhớ ta? Là anh ấy rất là hay quên. Thậm chí là vừa mới ăn xong một lúc sau đến chiều anh ấy đói là ủa như sáng mình ăn chưa ta? Không nhớ là đã ăn hay chưa nữa. Cái tai nạn đó mà bây giờ mà anh ấy như thế này là anh là siêu nhân rồi. Đúng rồi. Cho nên rằng cái đó là mình gác đi không phải thật xấu nữa. Nhưng mà bây giờ có cải thiện được không Lương? Dạ phải lưu vào điện thoại. Cũng muốn mua cái gì đó hẹn gì phải ghi liền. Lưu vào điện thoại. Liền. Dạ. Yeah. Tôi cũng vậy. Nhưng mà khổ. Tôi cũng luôn hả? Luân. Ghi hết, anh mua này cho em nhớ nha. Xong ghi hết. Nhưng mà quên đến chỗ mua. Quá chuẩn luôn. Có những khi mà em bảo là ủa sao anh chưa mua sữa, chưa mua tã cho con vậy? Ủa em có nhắn anh mua tã hả? Có, anh kiểm tra tin nhắn đi. Anh quên mất. Cái lúc mà em mang bầu á, anh ấy thấy em bầu vất vả quá. Tại vì nặng quá. Rồi còn đau nhức tùm lum. Thì anh luôn anh thấy thế, anh ấy bảo là sao bầu cực quá thì thương quá mới nói là thôi em chỉ cần việc đẻ thôi, đẻ ra thì tất cả anh lo. Ôi em hy vọng mấy câu nói đấy lắm, cho đến khi đẻ em bé ra anh ấy đi mất hút, không thể ở nhà. Cũng thông cảm cho anh ấy bởi vì là ngoài việc là vừa là chồng vừa là cha ra thì anh còn là một người nghệ sĩ, lại còn rất là nhiều công việc, cho nên là cái khoảng thời gian dành cho gia đình rất là ít. Và chính vì thế cho nên là dù mà mới sinh em bé xong cho đến tận bây giờ thì em cũng phải là đa phần là em là người chăm em bé nhiều hơn chồng em. Và em cũng mong là chồng em có nhiều khoảng thời gian hơn dành cho hai mẹ con. Đó là phần mong muốn, đúng không? Mong muốn luôn. Em mong muốn thay đổi luôn đi, mong muốn luôn đi. Mong muốn là chồng ơi, bây giờ thì vợ biết là chồng là một người rất là thích làm từ thiện này, rất là thích làm những công việc xã hội. Tuy nhiên thì hai mẹ con rất là cần anh có thể nào mà bớt chút thời gian quý báu của mình để về nhà và chơi với con nhiều ăn hơn cơm, được không? Chơi với vợ, chơi với con. Vô điện thoại nha, em phải lưu cái câu này vô điện thoại. Chơi,
với vợ con mỗi ngày. Thậm chí là có những ngày em nằm em chăm con mà em mệt quá em nằm ngủ thiếp đi. Thế là em nằm ngủ em nằm mơ luôn, em nằm mơ là anh ấy về nhà luôn ý. Nhà em mỗi lần mở cửa ra thì sẽ có một cái tiếng tò tí te. Thế là em nằm mơ là có tiếng mở cửa của anh ấy về, xong rồi anh sẽ nói là ba đây ba về rồi đây. Nhưng mà em nằm mơ về xong một lúc sau 5 phút sau là em thấy có tiếng mở cửa về. Trời ơi, em mừng quá, em mở mắt ra em chạy ra, hóa ra không phải là anh Luân mà là mẹ em về. Trời ơi. Trời, thương quá mà trong giấc mơ cũng thấy luôn đó. Mong đó. Rất là mong về luôn ấy ạ. Rồi bây giờ tới Luân. Dạ. Tật xấu của cô gái xinh đẹp này là gì? Một cái tật xấu khủng khiếp đó là luôn luôn lấy tiền quen. Luôn hỏi là hôm nay em đi làm về có mệt không? Có kiếm được nhiều tiền không? Đến tháng lãnh lương chưa? Đưa em để em cất vô két. Và em nó mua cho cô một két bự thật bự để trong phòng riêng của cổ, và hàng ngày cổ mở ra mở vô và cổ đếm luyện tập đếm hoài như là luyện tập luyện tập vì cái luyện món tay. Nhưng cái điều hay là khi mà em đưa tiền cho cổ thì nó lấy còn lại nguyên. Rất khó. Dạ không, nó còn nguyên. Sao em cứ đem tâm trạng của em mà em áp đặt cho mọi người vậy đi, khổ ghê á. Hỏi mình hỏi mà lấy tâm trạng của mình hỏi á, tức là hạ tiền đưa đi rồi là khỏi lấy lại ha. Riêng về trường hợp mắt nai cha này nha. Cái tật xấu là thích giữ tiền của chồng, nhưng là cái điều lạ là khi mà em cần cô lại đưa. Bất cứ gì là cô tin tưởng là em sẽ làm những cái điều đúng, những cái điều tốt. Còn những cái tật mà đáng yêu cỡ vậy trẻ nữa con không? Ví dụ như là thích chơi mấy trò mạo hiểm, cái trò đu quay chổng đầu lên rồi vậy là giống Bí Ngô y chang luôn. Hay đó. Là đứng trên cao lao 12 tuổi thôi đó. Vậy là không thấy sự nguy hiểm, mình nhìn thấy là thôi. Lỡ khi nào mà thang nó hư hay là ốc nó rớt ra mình té cha xuống rồi thôi, không chơi. Đúng là tâm lý của người cha đó. Không, đúng là tâm lý của người cha với người mẹ mà nhìn con chơi nó sợ lắm, nó đòi. Còn bà này là cứ vô là mua vé mua chơi, nghĩa là mới thấy bà đây mất tiêu rồi. Đâu 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 rồi. Cô này là thuộc mô thích khám phá, thích rừng rú, thích đi phượt đi này kia, còn đứa em. Nó không nít mẹ em ơi. Em thì không. Mình phải gì an toàn. Uống trà, đánh cờ, nho nhã. Cha, một sở thích rất ư là trẻ trung đó. Trẻ trung á, trà đạo đồ này cái nọ. Rồi nè, có vô tư không? Và có bao giờ bị dính lừa không? Đó, ai, bị lừa. Ai? Bạn này. Cô này bị ta lừa hoài. Giờ mong muốn thay đổi rồi, gì? Em mong muốn cô thay đổi gì nè? Em mong muốn là cô sẽ ít nhằn chồng lại. Em rất muốn là cô có một cái cuộc sống nó đầy đủ. Do vậy mình phải làm việc, và em nghĩ là cái làm việc không phải là cái trách nhiệm của mình không đối với gia đình, mà đối với đối tác của mình. Cái thời gian dĩ nhiên là trong ngày lúc nào mình rảnh là mình 3 giờ em con liền. Hy vọng là bà xã em sẽ không sẽ chưa về nữa. Thế nào để cuộc đời em bớt khổ. Chị hiểu được cái quan điểm của em, nhưng đồng thời chị cũng hiểu được cái tâm trạng của Thảo. Em chưa quen được cái cuộc sống, cái cuộc sống gia đình hôn nhân nó phải như thế nào. Nhưng bây giờ là nó đã ở trong quỹ đạo đó rồi, mặc dù em chưa muốn, nhưng em phải chấp nhận là cuộc sống của em bây giờ, em, gia đình em là cái nơi cần em nhất. Xã hội cần đến em, mọi người cần đến em, nhưng cái người cần em nhiều nhất là vợ và con của em. Mọi người nghe có vẻ giống như là em đi làm suốt này kia. Thực sự nhu cầu bà này nhiều. Cái nhu cầu bắt đầu hỏi em nhiều chứ không phải là em đi xuống khổ không, quá. Thì cái đó là chị không biết, cái đó là nội bộ của hai đứa tụi em. Cô thấy chưa? Cả cộng đồng xã hội nhìn tôi với một thằng đi làm hoài không về với vợ con. Trời ơi tôi khổ quá. Thật ra không phải là đi làm suốt, mà là do là vợ đòi hỏi nhiều và muốn thêm, đúng không? Lúc nào cũng muốn chồng mới xuất hiện ở nhà. Cô này có một cái tính vậy. Nghĩa là chồng là gì? Là phải ở nhà. Hai vợ chồng phải về thỏa thuận lại. Thỏa thuận lại nha. Phải thỏa thuận lại trước khi vạch mặt nhau trên sóng truyền hình. Để mọi người không hiểu. Khóc như mưa. Ta không hiểu là chắc cha này đi xuống không thấy về. Trời ơi. Ta yêu là lúc nào ta cũng muốn vậy. Nhưng mà bây giờ không những vợ yêu, còn con yêu mình nữa. Riêng cô bé kia là cô yêu em. Đó. Cô không yêu mẹ cổ. Và mẹ cổ thường xuyên chửi cổ và em. Hai cha con mày mặc bánh bao như nhau. Cảm ơn Sĩ Luân, cảm ơn Liên Thảo. Chút nữa chúng ta sẽ gặp lại nha. Xin cảm ơn hai bạn. Vì là em lớn hơn. Dạ dạ em lớn hơn 3 tuổi. 3 tuổi hả? Trời ơi, nhưng mà nhìn thấy Không có hình ảnh, không có nét nào gọi là lớn tuổi hơn bạn này hết trơn á. Nha. Con bé thì nó đạp xe, nó qua nó nói chuyện, cái thấy tội nó quá. Cái con nói với nó là về nói với mẹ đi, để cho chú làm ba con được không? Cái về nó kể sao với mẹ nó. Rồi xong mẹ nó cũng nói này nói nọ nói.
Là bắt đầu từ lúc đó là em thương ông này đó, em xác định là không bao giờ em bỏ ông, chỉ có bật ổng bỏ em chứ chắc chẳng bao giờ em bỏ ổng á. Sao vậy con nói đi, con nói đi, con lên đây nè. Sao em khóc vậy? Em nói bác nghe coi, sao sao em khóc? Sao? Mẹ con nói con muốn khóc. Con nhìn mẹ con thương hả? Đúng không? À, quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật to, thật kêu để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Đầu tiên là mình phải cảm ơn các bạn đã đến tham dự với chương trình. Rất là xúc động hình ảnh của người chồng sau lưng người vợ. Và có nghĩa là mình không biết nói như nào, nhưng mà các bạn đến với chương trình có nghĩa là cái tình cảm của các bạn dành cho chương trình rất là nhiều, đúng không? Đó, các bạn có thể nói lý do vì sao không? Dạ, thực sự em rất là thích chương trình này, thích Tự Thoại Con Gái luôn. Thích cái sự khuyên của anh chị. Và em cũng mong là lên chương trình này để được kể về chuyện của vợ chồng em, để cho mọi người, nhất là những cặp đang yêu nhau, nhìn thấy và tin tưởng vào tình yêu hơn. Tin tưởng là trên đời này có tình yêu đúng không? Bạn thì sao? Bạn xem chương trình này nhiều chứ? Dạ em cũng được xem nhiều số rồi. Mà có cặp của bạn cũng bị khuyết tật giống như em á, làm động lực để cho em lên chương trình này. À có phải là cái cặp rồi, cái cặp vợ chồng mà có người vợ đúng không? Dạ đúng rồi, hôm nay cũng có mặt ở phim trường này luôn. Ôi chào em. À có nghĩa là các bạn có là bạn bè không? Dạ có, bọn em chơi chung với nhau một để em coi, em thấy động lực để mình lên đây để mình chia sẻ, để cho những người khuyết tật bước ra khỏi thế giới nội tâm á, để mình sống thật với tình cảm của mình hơn. Ơi, bây giờ chúng ta vào cái phần chào đầu đi ha. Dạ. Xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Đình Tiến, làm nghề nghiệp tự do. Năm nay Tiến nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay em 33 tuổi. Em là Phan Xuân Vy, em 36 tuổi, em là giáo viên mầm non. Ờ Vy là em lớn hơn. Dạ, dạ em 3 lớn tuổi. Em 33 tuổi. Tuổi hả? Trời ơi, nhưng mà nhìn thấy không có hình ảnh, không có nét nào gọi là lớn tuổi hơn bạn này hết trơn á nha. Rồi chuyện tình cảm của hai bạn như thế nào, có thể chia sẻ cho thằng tôi biết. Em kể cho. em kể đi. Dạ em chơi với anh trai của anh này là được 13 năm rồi. Anh trai của anh này cũng bị khuyết tật luôn. Từ thời con gái em thích chơi với những bạn khuyết tật lắm, xong rồi em cũng có gia đình, sau đó cũng ít gặp nhau. Thì khi mà ông xã em mất thì bé em còn nhỏ, em định bỏ nghề mầm non. Bé là con em á hả? Dạ con em. Là con gái hay con trai? Dạ bé em. Hello. À bữa nay con có tên lên. Ôi trời đất ơi. Ôi xinh quá vậy. Em mấy tuổi con, rồi? Con tên gì? Con tên Lâm Phan Gia An. Con 5 tuổi. 5 tuổi rồi. Gia An đang học lớp mấy nè? Con học lớp la ba. Bây giờ ăn ngồi nghe ba mẹ nói chuyện nha. Nói chuyện nghe. Dạ. Bây giờ kể tiếp cái chuyện mà ông lúc ông xã mất. Dạ. Thì em là bỏ em định là em đi ra mấy hàng ăn sáng ở Bình Dương. Rồi xong cuối cùng rồi đứa, dạ. đứa bạn á nó mới nói là chị ở đây có một thân mình à, thôi chị về Long An á có tụi em mà đó cũng ngay khu công nghiệp, chị buôn bán cũng được. Chứ khi mà đi lên trên đó thì mới nói tụi bay toàn, em xin lỗi em dùng từ này là tại vì em quen rồi với mấy bạn này, em dùng từ em kêu tụi bay què không à. Đi làm về còn nấu nước nữa, rồi tụi bay chiều tụi bay qua đây tao nấu cơm cho tụi bay ăn. Chứ tụi bay đừng có nấu nướng gì á, rồi lửa củi được không. Cái là chiều nấu nướng thì nấu cho 4 thằng ăn. Làm bảo mẫu luôn. Làm bảo mẫu luôn đúng không? Thì ba thằng nhóc kia nó cứ hay qua phụ em. Còn ổng là về là ổng cứ ôm điện thoại á, đi làm về là ổng ở bên phòng ổng. Tới giờ nấu cơm xong á, kêu mấy đứa kia qua kêu ổng á, thì ổng mới qua ổng ăn. Còn không kêu á là ổng cứ nằm bển á. Trong phòng em có 4 người. Mấy đứa kia qua nó ăn xong nó chơi bển, ngồi nói chuyện với vợ em, còn em về. Con bé thì nó đạp xe, nó qua nó nói chuyện, cái thấy tội nó quá. Cái con nói với nó
là về nói với mẹ đi, để cho chú làm ba con được không? Ừ. Cái về nó kể sao với mẹ nó. Rồi xong mẹ nó cũng nói này nói nọ, nói chồng mới chết cũng chưa tới mãn tan được nên chưa có chấp nhận được. Rồi sau khi về ngoài Quảng Ngãi làm đám cho ba bé xong mới vô, xong rồi bọn em mới quyết định sống chung với nhau. Nhưng mà lúc mà em nói với Gia An đó thì bé Gia An trả lời em sao? Gọi bằng chú, sau tự nhiên kêu bằng ba. Trời ơi, em cấm. Em nói là con chỉ có một người ba thôi. Giờ mẹ tới với chú, tại em cũng hỏi bé là có thích không. Nếu mà thích thì mẹ mới tiếp tục, còn không thích thì thôi. Cái nó nói là nó thích chú Tiến, cái tự động kêu bằng ba. Vậy hả? Trời ơi, hỏi Gia An coi. Gia An, mẹ không cho gọi bằng ba mà sao con kêu vậy? Mẹ con muốn ba. Con muốn ba hả? Con thương ba không? Dạ không. Thương hả? Rồi con có về nhà ông bà nội chơi không? Dạ có. Ông bà nội thương con không? Dạ không. Vậy con có thương bà nội không? Dạ có. Vậy hả? Trời ơi, thương quá đi. Đáng yêu gì đâu. Nhưng mà là với ông bà nội là ba mẹ của em á, là bé nó có gần gũi không? Dạ, lần đầu tiên em dẫn vợ em về với bé về á, là tối đêm đó bé tự động kêu bà nội tối nay cho con ngủ chung với bà nội nha. Thương. Xách gối qua ngủ với bà nội luôn. Rồi sáng ra rồi em có hỏi ba mẹ em cái cảm giác của ba mẹ em với bé Gia An không? Ba anh Tiến thì mất rồi. Ba mẹ. À vậy đó hả? Còn mẹ thì mẹ nói sao? Thì mẹ thương lắm. Thôi gì cũng mừng quá thiệt tình luôn á. Con chúc mừng đó. Mối tình đẹp á. Nghe nè, rồi bao lâu thì tụi em mới là tiến tới hôn nhân? Dạ, tụi em mới tổ chức hôm tháng 7 vừa rồi. À vậy đó hả? Vậy từ cái thời điểm đó thì tới bây giờ thì có khó khăn gì không? Có những thời điểm vợ chồng em khổ lắm. Tại vì hồi trước ba bé mất á, thì có để lại một ít cái bảo hiểm. Thì trong cái bảo hiểm có một số tiền. Thì em có nói với ông xã em là mình không có sống vô số tiền đó được. Để mua một cái gì đó cho con. Để sau này mà con nó lớn lên nó vẫn còn có cái để lại của ba nó. Thì vợ chồng mới xác định là đi mua miếng đất. Thì khi mà mua xong rồi, đến hồi con em bệnh đó, bác cũng được. Thì con em đợt đó bác sĩ chỉ định mổ. Là bắt đầu từ lúc đó là em thương ông này đó. Em xác định là không bao giờ em bỏ ông, chỉ có bật ổng bỏ em chứ chắc chẳng bao giờ em bỏ ổng á. Là ổng âm thầm ổng nói gì với em á, ổng gọi điện về cho mẹ với nhà á, là với nhà mẹ có phân cho ba đứa con trai ba lô đất. Thì ổng gọi điện về cho mẹ em nói là giờ con bé bị bệnh vậy đó, ổng xin là cho ổng bán miếng đất. Mà ổng gọi điện cho cái anh kế bên nhà là bán cho anh đó mắc rẻ gì cũng bán hết đó, để lấy tiền lên mổ cho con em. Xong rồi anh đó đồng ý mua rồi, ảnh mới nói với em là chuẩn bị đi về quê lấy tiền lên để mà làm cho con bé. Thì em nói là không, chuyện đó để từ từ, tại vì bây giờ chưa phải là thời điểm để mổ đâu, em cũng tư vấn bạn bè rồi chưa nên. Cái ông nói là không, ông quyết định rồi, giờ bác sĩ chỉ định thì cứ làm đi. Thì em nói là không, đất cứ để đó đi, chưa mà, cần thiết. Mà bị cái gì? Nó bị nhẹ chị, mà ảnh cứ làm quá. Là bác sĩ thì nói là do nó bị amidan mà. Nhưng mà em tư vấn bạn bè em thì bạn bè nói là chưa cần thiết. Để cho bé lớn lớn một tí rồi, bây giờ cái quan trọng là mình giữ ấm cho con thôi. Sau cái sự việc đó thì em biết là mình chọn đúng người cha cho con rồi. Tụi em yêu nhau như vậy, vượt qua bao nhiêu khó khăn vậy? Rồi cưới nhau, rồi có thấy tật xấu của nhau không? Hay là đó, cái gì cũng tốt hết? Đó, cười kìa. Mong muốn thay đổi luôn đi. Mong muốn đi, mong muốn vợ thay đổi gì nè? Bớt ghen lại, bớt giận hờn vu vơ lại đi. Còn vu vơ, giận hờn vu vơ. Dạ, ông nóng tính lắm. Và cách dạy con của hai vợ chồng á, nó hơi khác nhau. Em quan điểm của em là vì ba bé mất một lần rồi, bây giờ dù em với anh Tiến có bù đắp cỡ gì đi chăng nữa thì bé Gia An của em nó cũng là một đứa trẻ thiệt thòi so với cùng lứa tuổi rồi. Thì em mới nói là chắc gì mình sống đời, lỡ mình có chuyện gì giống ba nó thì sao. Nên bây giờ cứ để cho nó tự lập. Nhưng mà anh thì anh lại bao bọc theo con, kiểu là ôm vào lòng. Anh cứ sợ là con làm việc đó không được, con làm việc đó không xong, con như thế này, con ốm, con... Em nói là đừng quan trọng chuyện mọc ốm, chỉ quan trọng chuyện là không có mình con vẫn tồn tại được. Bé Gia An ơi, bé
Thế Giang ơi, sao dạ. con khóc vậy? Sao con khóc? Sao vậy? Con nói đi, con nói đi, con lên đây nè. Sao vậy? Sao em khóc vậy? Em nói bác nghe coi, sao sao em khóc? Sao? Mẹ con nói con muốn khóc. Con nhìn mẹ con thương hả? Đúng không? Bác Vân thấy như vậy nè. Giang 5 tuổi rồi, một năm sau là Giang vô lớp 1 rồi đó. Lớp 1 rồi. Ừ, mà như vậy khi mà con vô lớp 1 rồi đó ha, là con đi học, là lúc đó là con phải tự đánh răng, tự rửa mặt, lúc ăn cơm là phải tự đút nè. Đúng không? Tức là tất cả các bạn đều như vậy hết. Mà nếu mình mà không tập trước ở nhà là mình sẽ bị thua các bạn. Ăn thua. Hiểu không? Cho nên là bác Vân thấy như vậy nè. Ba và mẹ chỉ là người sáng dậy á, là gọi Gia An dậy sớm và đứng để nhìn coi con làm việc như thế nào, con tự mặc áo sao, con tự đánh răng rửa mặt sao, con tự tắm sao thôi, đúng không? Dạ. Chứ còn hả, bây giờ mình lớn rồi mà mình cứ để ba mẹ tắm cho mình hoặc là lo cho mình đút cơm cho mình vậy á, thì mai mốt mình đi học mình bị thua các bạn. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đó, rồi bác Vân hỏi nữa nè, con có muốn mẹ có em bé không? Dạ muốn. Vậy là từ bây giờ đổ đi là Giang phải tự làm. Để chi biết không? Mai mốt mẹ mà có em bé, Giang phụ mẹ, chăm em bé giùm cho mẹ. Đúng không? Lúc là con bảo vệ cho em. Đúng không? Trời ơi thương. Giang có muốn nói gì với ba không? Muốn nói gì? Nói đi, nói ra ôm ba nói. Nói ra ôm ba. Con yêu ba. Ôi sợ mẹ buồn không kìa, ớ mẹ ganh kìa Giang ơi, mẹ ganh kìa, mẹ ganh kìa, ít trời đất ơi. Thương quá trời luôn à, ôm lắm á. Ừ. Chị thấy như vậy nè, cái suy nghĩ của vợ em là đúng, tại vì chị có con gái chị biết. Bây giờ bé nó 10 tuổi nhưng mà từ lúc mà cháu vô lớp 1 á, là nó đã tự nó set up luôn quần áo của nó không cho mình đụng vô luôn á. Nó đi học hoặc đi chơi nó mặc đồ gì là nó đó. Mặc theo cái ý của nó. Thì chị nghĩ như vậy nè, em nên theo cái cách của vợ em là hay nhất. Dạ em sẽ cố gắng thay đổi. Cố gắng đi, cố gắng dạ. đi nha. Em cũng muốn ổng thay đổi nữa chị. Em thay đổi gì? Em muốn ảnh có một cái định hướng nghề nghiệp á. Có nghĩa là công việc bây giờ của ảnh thì không ổn định. Ảnh là vẽ rất là đẹp, hoặc là công việc về nhà thuốc á, thì nó cũng phù hợp với ảnh nữa. Ông ảnh không chịu đi học. Nhưng mà giờ chị hỏi em nè, hiện giờ á, cái nguồn thu nhập của em á, là nó là do những công việc tự do của em. Dạ, chủ yếu là em mua đất, mua đi bán tức lại. Tức là mua đi bán lại đúng không? Thì chị nghĩ như vậy nè, cái thời điểm này á, chồng em đang làm được cái điều mà anh ấy đang làm để anh ấy đem về thu nhập cho em, thì em tạm thời cứ để anh làm như vậy đi. Không, để chị nói cho nghe. Anh làm như vậy và anh cảm thấy tự tin với cái việc mà anh đang làm. Thực ra những cái gì mà chồng em làm được á, là thực ra có những người bình thường lành lặn cũng không làm được đâu. Thành ra chị nghĩ rằng á, là em cứ tin vào chồng em đi, chị chắc chắn anh sẽ làm được. Bởi vì tụi em từ hai bàn tay trắng bán hết tất cả mọi thứ, mà bây giờ tụi em có hết tất cả mọi thứ rồi, thì em phải tin là chồng em sẽ làm được. Mà bản thân chị cũng vậy, chị chắc chắn là em tự tin em làm bất cứ việc gì thì em sẽ thành công trong việc đó. Dạ. Em cảm ơn lời khuyên.